Alo, alo. Alo, alo. Alo, nhỏ quá. Câu hỏi xin ghi câu hỏi về cho bạn tiếp nhận. Tại vì theo thông tin để bắt đầu buổi giải đáp Thiền Tông chiều 28 tháng 6 2020. Xin mời ông Phan Phê, 85 tuổi, cư ngụ Bà Rịa Vũng Tàu đặt câu hỏi ạ. Kính thưa trưởng ban, kính thưa chư vị lãnh đạo chùa Tân Diệu, Thiền Tông Tân Diệu, con khi tiếp nhận được sách của thầy Nguyễn Nhân, con đọc sách của ngài, con quá cảm động, đọc tới đâu khóc tới đó, và con tự đọc từ cuốn 7, 8, 9 và 10, cứ tiếp tục đọc mà nhưng không kiềm được nước mắt, bởi vì con xúc động quá nên hai lần con tìm đến đấy để nhờ thầy dạy, nhưng hôm nay mới gặp được, nhờ thầy có cái duyên sự gì đó, xin thầy trưởng ban này làm ơn dạy thuyết chung cho con. Con thành thật cảm ơn. Mời cụ đặt câu hỏi. Mời. Tôi xin đọc cái phần giới thiệu của ông Phan Phê, 85 tuổi, ở thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi tên Phan Phê, 85 tuổi, ở ấp 2, tổ 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi xuất gia năm 1994, có pháp danh là Đạt Ma Bảo Triệt, tu theo pháp môn Thiền Tông, biết vọng không theo. Tôi cũng như đại chúng, cứ tối giờ lão thiền đường, ngồi im lặng, điều thân và tâm. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua hơn 29 năm.
không biết pháp môn giải thoát là gì, không nghe qua danh từ đó. Đầu năm 2020, cháu tôi có cho tôi 4 quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân viết về thanh tịnh thiền, là gồm có cuốn số 7, cuốn số 8, cuốn số 9 và cuốn số 10. Khi tiếp nhận được các cuốn sách, tôi liên tục đọc suốt ngày đêm trong 4 cuốn đó. Quá lạ, đọc tới đâu tôi khóc tới đó, nhưng tôi vẫn không rời sách, vẫn tìm mọi cách để đọc cho bằng được. Tôi biết sách rất quý, vì lời Đức Phật Thích Ca dặn dò trong sách, tới đó tôi lại khóc tiếp. Tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh, mua thêm 7 bộ nữa cho con cháu đọc và các vị đồng đạo của tôi cùng đọc và hiểu pháp môn thanh tịnh thiền. Hôm nay tôi tìm về chùa Thiền Tông Tân Diệu để nhờ thầy trưởng ban làm ơn giúp cho tôi hiểu tại sao tôi khóc, vì ngoài cảm xúc ra còn có duyên sự gì, xin thầy giải hộ. Thì trả lời từ phần mình đọc sách này mà mình khóc á, gọi là cảm ngộ. Cảm ngộ, ngộ cái chưa từng có trong đời mình. Tất cả những người mà khóc đây là trong đời mình chưa từng nghe cái câu chuyện này. Thì bây giờ cái chuyện này thì Đức Phật đã truyền đi theo dòng Thiền Tông cách 2561 năm mới được công bố ra. Hôm nay công bố được 3 năm rồi. Vì thế mà rất nhiều người họ hiểu cái này. Tất cả những người nào mà trong cái vỏ bọc tánh Phật của họ đó mà có công đức thì đọc tới đâu ngộ tới đó và hiểu tới đó, khóc tới đó, gọi là cảm ngộ. Người có công đức mới cảm ngộ được, còn người không công đức hoàn toàn không cảm ngộ được. Mà người có phước dương cũng không cảm ngộ được, phước đức âm cũng không, hoàn toàn không cảm ngộ được. Đó là cái quy luật của nó. Vì Đức Phật dạy đạo duy nhất cái pháp môn này là bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, để cho người nào thời văn minh biết về khoa học vật lý thì mới học được cái pháp môn này. Còn không biết khoa học vật lý thì đừng có mong tu theo Thiền Tông làm gì cho mất công. Nó trả lời cho cụ vừa nghe đó. Thì thắc mắc gì thì hỏi thêm. Xin mời quý vị có ai có thắc mắc. Không, để con đọc, để con đọc. Tiếp theo là của một vị Nguyễn Ngọc Sơn đã đăng ký câu hỏi ngày hôm qua. 57 tuổi ở Đồng Nai, hỏi như sau. Câu 1. Trước Như Lai đã có một số Đức Phật đến trái đất và tiếp xúc với con người, tại sao họ không dạy con người giác ngộ và giải thoát mà phải chờ tới khi Như Lai tu thành chánh quả? Cái câu này hỏi không có đúng. Tất cả một vị Phật ra đời thì thời kỳ độ đồng. Mà khi mà giảng hết rồi đó, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời kỳ độ đồng thì người ta không thể tiếp thu nổi cái giác ngộ và giải thoát này. Vì thế mà tất cả vị Phật nào cũng bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, để đến đời mạt thượng pháp, loài người văn minh nguyên tử, điện tử thì mới phổ biến này ra được. Mà cũng nên nhớ rằng dù có văn minh cỡ nào mà phổ biến ra cũng bị chửi hết. 1.000 người nghe này chỉ có một người đồng ý thôi, còn bao nhiêu 999 người chửi cho là ma dương. Vì thế mà không có thể mà cái pháp môn này không thể nào phổ biến thời con người độ đồng được. Nó là lý do đó. 1.000 ông Phật dù có ra đời cũng phải là thời nguyên tử mới công bố cái pháp môn thứ 6 ra. Nhưng mà cái pháp môn đầu tiên người ta vẫn có nghe là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà suốt chiều dài lịch sử của một vị Phật, không vị Phật nào dám dạy giác ngộ và giải thoát, mà chỉ nói thôi, nói giác ngộ giải thoát. Chứ còn dạy giác ngộ giải thoát hoàn toàn không dám được. Vì sao? Vì thế giới này gọi là thế giới vật lý, thế giới nhân quả vật lý, thế giới kim tiền, không cách nào dạy cái giải thoát được hết. Mà chỉ người nào mà hiểu sâu về vật lý, muốn thực sự muốn giải thoát thì mới xem được cái quyển sách này, còn bằng không thì nó xem thì nó chửi. Chính ông Phật còn bị chửi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma
giết bị giết ổng liền. Tôi nói thiệt đó, tôi mà thuộc khẩu biến trước 10 năm nó giết tôi liền. Sở dĩ mà để ý nè, quý vị để ý nè, khi mà cái pháp môn này nó ra đời á, bộ luật hình sự nó phải kèm theo mới còn sống nổi, rồi bộ luật tín ngưỡng mới đi theo. Còn nếu mà hai cái này không theo thì cái thiền tông này hoàn toàn không thể phổ biến trên trái đất này được. Trái đất này gọi là trái đất vật lý, đất kim tiền, không cách nào phổ biến được hết. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 2. Tại sao Như Lai không đưa vợ đẹp con xinh trở về Phật giới hay truyền bí mật thiền tông cho họ mà Như Lai lại bỏ nước Ca Tỳ La Vệ giữa chừng, giữa vòng luân hồi nhân quả không dứt ạ? Một vị Phật đến như thế giới này, cứ kêu bằng ông Thích Ca có vợ có con là thế này nè, để ông nói rằng thế giới vật lý nó phải là vậy đó. Bây giờ muốn đem vợ con về đâu phải là được đâu. Người nào mà có cái công đức lớn mới về được. Vợ con đây là cái phương tiện để cho ông nói rằng một người tu muốn giải thoát phải thế gian này phải hiểu hết, biết hết. Chứ đừng có nói là bây giờ tôi nói thật, tu mà muốn làm ông thầy hoàn toàn không giải thoát được. Đã làm thầy nó dính ra thế gian này là làm sao giải thoát được. Muốn giải thoát là một con người bằng xương bằng thịt, sống một cách bình thường. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có dạy mấy câu nào, một cái tay đồ tể buông đau tu thành Phật. Tay đồ tể đâu có cạo đầu đâu, mà nó vẫn trên cái thế gian này nó cái gì nó cũng làm được hết, nhưng mà nó biết được cái này thì nó tu thành Phật. Vì có ai mà nghe được cái đường mà đường về Phật giới đó, khi mà nó về vô trung tâm vận hành những hồi rồi thì tất cả âm dương nó hút ra là hết. Duy nhất chỉ còn tánh Phật và công đức về, còn bao nhiêu trở về thế giới vật lý này hết. Vì vậy mà cái pháp môn này khó mà giải thích cho cái thời đồ đồng hiểu được. Thời nguyên tử nên còn rắc rối. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 3. Trước khi Như Lai tới trái đất, trong con người có Phật tánh hay không? Nếu có, tại sao Phật tánh không biết tìm đường trở về Phật giới mà phải đờ vị Phật dẫn dắt ạ? Bây giờ Phật tánh là ở đâu? Từ Phật giới đi vô mượn thân con người với tánh con người tạo công đức. Vô đây cái Phật tánh nó gói giống như là cái bánh này, nó gói ở trong cái ruột đó. Làm sao thấy? Nó phải xuyên qua 16 thứ tánh người. Cái thấy nó phải xuyên qua 16 tánh người mà tánh người nó luôn luôn nó quay liên tục. Nó quay để nó phát ra cái tưởng làm sao mà ai là đầu tiên ai cũng là có Phật tánh, nhưng mà vô đây mượn thân và tánh người. Vì tánh người, thân người thì muốn xe xua, còn tánh người thì muốn hơn thua. Và làm sao? Cái sự sống này là do tánh Phật làm cho ngài đó. Nhưng mà vô đây bị làm nô lệ cho cái tánh người và thân người thì làm sao mà Phật tánh làm biết được trở về Phật giới được. Mà khi mà cái quyển giáo lý đi ra rồi đó, đọc hết cái này sẽ hiểu được cái nguyên do của nó. Chứ bây giờ cái này nó dài nha. Để khi nào quyển giáo lý ra tôi tặng cho mỗi người quyển để ta hiểu được cái nguyên do này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Phật tánh có mang đặc điểm riêng của mỗi cá thể hay không? Bây giờ đó, tất cả những người tu ở thế giới này hoàn toàn không hiểu Phật tánh là cái gì. Bây giờ tôi hỏi cho tại làm sao mà nếu mà ở đây ai trả lời được cái câu này nè. Mấy người ta đi vô chùa ta tu, gặp mấy ông thầy. Trong đó nó có gồm có nè, Đại Đức nè, Thượng Tọa nè, Hòa Thượng và Phật tử, bốn người. Ai trả lời được bốn cái người này, người nào cao nhất? Tôi sẽ trả nói cho nghe. Bốn người: Phật tử, Đại Đức, Thượng Tọa và Hòa Thượng. Ai cao nhất? Nói, ai hỏi trả lời tôi nói cho nghe. Rồi mời cô. Thưa thầy, trong bốn người đó Phật tử là cao nhất ạ.
giải thích. Dạ, bởi vì là Phật tử là người có cái Phật tánh ở trong người, nhận biết được cái Phật tánh của mình, một nguyên tử bé nhỏ trong mình. Và chính là thành Phật ạ. Bây giờ á, nói thì này, Phật tử là gì? Con Phật. Phải không? Ai là không có Phật tính. Còn đại đức là gì? Đệ tử Phật. Đệ tử cấp 1, cấp 2, cấp 3, thượng tọa và hòa thượng. Thì làm sao bằng cái Phật tử là con Phật? Giờ biết giải thích cái con Phật không? Nếu giải thích cười con Phật thì mình thấy dở lẽ rằng cái Thiền Tông này nó nói rất thực tế, mà tại người ta không có hiểu. Bởi vì con Phật lại với Phật, đệ tử Phật ai lớn hơn? Con Phật hưởng gia tài của Phật, vì thế mà Phật tử thành Phật. Nên nhớ là đệ tử Phật không thành Phật, mà con Phật thành Phật, Phật tử mới thành Phật. Vì thế mà Phật tử nào cạo đầu nên để tóc lại để thành Phật, chứ mà cạo đầu một cái là thành ra đệ tử Phật, nó không có thành Phật được, thấy không? Vì thế mà bốn cái này Phật tử là cao nhất. Vì thế mình mới đợi nè, vì thế mà tại trong một cái hội nào vậy, Phật tử đông nhất người đó sẽ được thành Phật. Còn mấy ông thầy không có thành nổi đâu. Đây là tôi nói bằng sự thật chứ không phải ấy đâu. Còn nếu ông thầy nào nói tu thành Phật là đây, tôi hỏi suốt mấy chục năm ông đi tu mà ông có dạy ta thành Phật không? Chùa Tân Diệu ta để dạy thành Phật đó. Tôi dạy mà có bản đàng hoàng chứ không phải là tôi nói suông. Tu để thành Phật mà cái bản này treo bao nhiêu năm, 1158 tới bây giờ đó. Mà, chứ không phải mới đây đâu, lên đây là 60 mấy năm trời mà bây giờ mới nói chuyện ra thành Phật. Rồi hỏi tiếp đi. Cảm ơn thầy. Câu hỏi số 5. Kiến trúc thượng tầng và nguyên tắc phân công xã hội của Phật giới là như thế nào? Câu này chưa có học hết hết trình Phật giới tam giới gì đó, phải là học hết những cái quyển sách của Nguyễn Nhân viết ra đi, 11 quyển đó đi. Rồi biết cái này chưa thành Phật tử mà đã đi hỏi cái chuyện lớn không được. Muốn hỏi cái câu này thì em phải thông qua tất cả mười mấy quyển sách. Tôi đã từng nói là tất cả mười mấy quyển sách phải đọc cho thông rồi mới đi hỏi được. Còn không đọc thì hỏi này nó trớt vớt. Thành ra tôi có trả lời cũng không được. Thấy không? Giống như mới đi học vô lớp 1 mà hỏi chứ giờ làm sao mà tôi làm toán chi á? Làm sao mà tôi giải thích được? Thấy không? Cố gắng học lại, đọc hết 11 quyển sách sẽ biết. Mà thứ nhất, học mà pháp trần nó hiện ra đi, rồi đến đây hỏi tôi nói cho nghe mới tiếp nhận nổi. Còn nếu mà học mà không có pháp trần hiện không được, không hiện được thì hoàn toàn không thể tạo vô cái Thiền Tông nổi đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 6. Tình yêu có nằm trong tánh người hay không? Có thể dùng tình yêu để tạo công đức hay phước đức hay không? Câu hỏi này nó lạc đề. Tình yêu là cái gì? Chưa đọc sách. Tình yêu là nó cuốn hút bởi âm dương. Mà yêu nhiều yêu ít là do cái nghiệp. Mà thực thi nhân quả yêu nhiều ít là ai? Là thần. Mình phải hiểu cái căn bản đó. Chứ bây giờ thế giới vật lý âm dương này, âm dương hút nhau là nguyên tắc nó, nhưng mà hút nhiều ít là do cái nghiệp. Nó chứ được cái câu này hỏi nó không hiểu, không đúng, không hiểu. Chưa gọi là chưa đọc hết sách. Chứ đọc hết đi rồi ta sẽ hiểu được, phân tích được quy luật vật lý âm dương thì mới hiểu tình yêu được. Đây là cái thế giới vật lý này, nó là phải vậy. Vô đây tất cả, vô đây ai mang thân người đều mang nghiệp hết. Là do cái nghiệp nó mới tạo ra. Mà nghiệp mà hưởng đủ hưởng thiếu là do ông thần. Hết ông thần kéo đi nó, mày hai người này hết duyên nợ, thôi đi ra đi, đi chỗ khác đi. Bởi vì tại sao hai vợ chồng thương dữ lắm mà tới hồi ghét dữ lắm? Nên sao ông thần cũng đuổi đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 7. Con người được hình thành bởi một tinh cha và một nõn mẹ và một Phật tánh. Nhưng tại sao không phải là một Phật tánh của cha kết hợp với Phật tánh của mẹ mà lại là một Phật tánh lạ? Này họ chưa có đọc vậy trời. Tôi nói là
cái thân người đó thì nó là tinh cha nõn mẹ, nó cuốn hút điện từ âm dương, nó cuốn hút cái điện từ, nó cuốn hút đủ công suất, nó phát ra 16 thứ tánh. Cái đó gọi là tánh người, nó tập hợp lại. Mà tánh người nhân chi sơ bản, tánh bản thiện, cái đầu tiên mà vô đây là nó không có cái nghiệp, vì nó mới bản thiện được. Mà nó vô đây nó đã tạo nghiệp qua cái dòng thứ hai rồi, thì nó bắt buộc nó theo cái quy luật nghiệp của nó. Cố gắng đọc lại, đọc 11 quyển sách, đọc cho hết đi rồi cái nào hỏi câu này mới đúng. Còn mình chưa có đọc hết, mình hỏi nó trớt quớt, thành ra có giải thích cũng khó hiểu lắm. Cố gắng đọc đi. Rồi hỏi tiếp đi. Yeah. Câu hỏi số 8. Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển, con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang? Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương, điện từ quang thì anh phải kiến tánh. Anh kiến tánh, anh nhìn thấy được cái dòng điện đó, anh mới cắt được nó. Còn anh không thấy thì đừng có mong cắt. Mà muốn kiến tánh, anh phải có công đức nhiều, chứ công đức ít cắt không nổi đâu. Không? Giống như cái lực á, anh muốn phá núi, anh phải là cái lực mạnh hơn cái núi anh mới phá được. Còn mà anh yếu là nhổ cỏ thôi, chứ làm gì phá được cái núi. Không? Rồi con hỏi tiếp đi. Yeah. Câu 9 và câu 10 anh Nguyễn Ngọc Sơn ghi không rõ, cho nên tôi bỏ qua, nhờ anh viết lại. Và câu hỏi cuối cùng của anh Nguyễn Ngọc Sơn là: tôi không mong được giải thoát, nhưng tôi khao khát được thấy Phật tánh thanh tịnh của mình một lần, vậy kính mong trưởng ban chỉ giúp. Bây giờ anh muốn thấy cái bằng cấp của ông bác sĩ á, anh mới học lớp 12 rồi 6 năm nữa anh mới thấy được cái bằng cấp này. Anh mới vừa vô lớp 5 mà anh đợi lớp 1 mà anh đợi thấy cái bằng cấp bác sĩ hoặc là bằng cấp kỹ sư, không có khi nào thấy được. Anh phải đi thông qua hết cái chương trình của nó. Nếu kiếp trước anh đã có công đức nhiều thì ngộ tức thì, còn trước không có công đức thì đừng có mong. Còn anh hỏi câu này là tham vọng, có nghĩa là anh muốn thấy được cái Phật tánh, anh không đơn giản đâu. Dưới Đức Phật mấy ngàn người, chưa có người nào thấy được Phật tánh, duy nhất chỉ có Xá Lợi Phất đặc biệt mình, mà chỉ hé thấy thôi. Các vị tổ thiền tông, người nào có nhiệm vụ ta mới thấy được Phật tánh. Còn nếu mà anh không có cái nhiệm vụ này, đừng có mong. Trái đất này ông Phật là mấy người, 6-7 ngàn người, lúc nào dưới chân ông á mà có ai thấy được không? Mà một vị Phật tại thế đó mà dạy còn không ngộ được, không ngộ tánh được thì hướng chưa. Bây giờ anh muốn cái đó thì anh tạo công đức vô lượng đi, rồi tự dần nó thấy. Bây giờ tôi nói cái nguyên tắc thế giới vật lý này nè. Cái tánh Phật mình là một cái nguyên tử, nó bị bao bởi cái tánh người lại rồi, và cái nghiệp nó lại nó mấy chục lớp à, không cách nào thấy được hết. Mà giờ muốn thấy nó đó thì phải đưa cái ánh sáng vô mà đưa cái ánh sáng cực sáng, chứ không phải là mình lem nhem mà thấy được. Ánh sáng cực sáng có nghĩa là công đức vô lượng vô trong đó thì Phật nhãn mở ra liền. Ai tạo được công đức vô lượng thì Phật nhãn mở ra, còn nếu mà công đức ít thôi không có mở nổi đâu. Thấy không? Câu hỏi này là tôi sẽ nói rõ là anh muốn mở Phật nhãn phải công đức vô lượng thì Phật nhãn mở. Dưới Đức Phật duy nhất chỉ ông Xá Lợi Phất mở nổi thôi, còn bao nhiêu hoàn toàn không mở được hết. Nó phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là xin mời chị Huân ở Hải Phòng đặt câu hỏi à. Vì chị ở xa, chiều nay sẽ đi chuyến bay về Hải Phòng. Kính thưa Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính thưa ban quản trị nhà chùa, kính thưa toàn thể quý vị trực tiếp hoặc gián tiếp dự buổi giải đáp ngày hôm nay. Con tên là Đỗ Thanh Huân, sinh năm 1952, quê quán tại xóm Đoàn Kết, thôn Tử Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 12, khu 3, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hôm nay con xin thay mặt cho một số Phật tử Hải Phòng kính gửi đến Thầy một số những thắc mắc sau đây ạ. Câu hỏi thứ nhất, thưa Thầy, ở quê con có một đám tang người quá cố, đạo tràng Tịnh Độ
đã không làm theo tục lệ của địa phương mà để nguyên người tắt thở nằm đó. Rồi đạo tràng đến tụng kinh niệm Phật trợ duyên cho đủ thời gian chờ cho họ vãng sinh rồi mới làm theo lệ làng. Thế là dư luận trong nhân dân không đồng tình, gây bất bình và bị ác cảm với đạo tràng. Bây giờ Phật tử Thiền Tông chúng con muốn thành lập đạo tràng Đạo Phật Thiền Tông tại quê con thì gặp khó khăn vì hai chữ đạo tràng không có ai ủng hộ. Vậy kính xin Thầy giải thích giúp chúng con hiểu tường tận hai chữ đạo tràng ạ. Đạo tràng thì nó áp dụng cho thế giới vật lý, cái đạo vật lý. Có nghĩa là nó tổ chức cúng tụng vậy đó. Không? Còn cái mà cái Thiền Tông này nè, nó không có đạo tràng. Mà nó chỉ cái hội đạo thôi, nó là cái hội đạo. Còn bây giờ vấn đề mà người ta tu, hoặc ngày xưa tới giờ người ta tu theo tịnh độ á, nói đúng ra đó, đạo Phật có, ông Phật có nói vấn đề cái tịnh độ này chứ không phải không. Nhưng mà khi đã mất rồi, trong 24 tiếng đồng hồ người ta đi rồi. Có nghĩa là trong có mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà phải 24 tiếng đồng hồ phải rời. Vì ông thần thực thi nhân quả không có đồng ý cho ở đây. Anh có hưởng phước thì cái lên làm tiên thì đi lên trên đó đó. Trong vòng 24 tiếng phải rời, rời cái thế giới này. Rồi sau đó người ta muốn làm gì làm, nhưng mà tại vì ngày xưa người ta không có hiểu á, rồi mỗi người người ta tổ chức một kiểu, người ta tưởng một kiểu, thì thôi phải chịu chứ giờ sao. Còn bây giờ muốn thành lập một cái mà cái hội đạo thuộc về Thiền Tông, thì tôi bảo rằng cái đợi đi, rồi đây sẽ có, nhà nước sẽ cho, thoải mái, nhà nước sẽ cho. Đừng có gọi, cứ bây giờ đó, mình muốn sinh hoạt cái này, thì có cái nhà nào năm chứa được năm 10 người đó thì mình lại mình bàn luận nhau trong vấn đề ngày Chủ nhật người ta mở trường thiền đó. Thứ nhất á, tới trường khoảng 10 ngày nữa đi, liên lạc với ban quản trị chùa này, ta tặng cho mỗi một cái người một cái quyển giáo lý và đồng thời đem trình tặng cho cái chính quyền địa phương đó. Đây tôi tu theo cái quyển giáo lý này nè, thì người ta sẽ thông cảm, ta cho liền. Vì quyền giáo lý này bắt buộc là tín quyền phải cho theo cái luật tín ngưỡng. Nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì bắt buộc phải cho cái này. Cái này đây là rất khoa học chứ không phải là nói mơ hồ. Vì ngày xưa tới giờ đó, bây giờ tất cả cái đạo trong thế gian này, Việt Nam mình là do Phật giáo quản lý. Vì thế mà mình Phật giáo quản lý thì bây giờ phải qua Phật giáo người ta mới cho. Qua Phật giáo thì chính quyền mới cho. Mà bây giờ thì tôi cố gắng là làm sao mà cái đạo Phật khoa học này nó đi ngoài cái hệ thống bất cứ cái tôn giáo nào. Thì đợi nhà nước chấp thuận rồi thì nữa mình mở một cái hội đạo nó dễ lắm. Mình đừng có xưng chữ đạo tràng. Đạo tràng là cái nơi mà nó tu vật lý, nó không có đúng. Mình chỉ hội thôi, hội đạo Thiền Tông có vậy thôi, đừng có nói vậy. Còn nếu mà cái nhà cất thì để là Thiền Tông thất. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Bây giờ đó, thì bây giờ nếu mà muốn mà nhanh á thì nè, chính quyền địa phương thì mình phải đi đề nghị với chính quyền địa phương á. Luật 2013 của nhà nước á, hiến pháp cho tôi tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thì giờ mấy thầy cũng phải cho tôi tự do chứ tôi đâu có làm. Mà bây giờ á, tôi sinh hoạt cái này là sinh hoạt đạo Phật khoa học, cái gì cũng nói bằng khoa học hết. Thì nếu mà người ta cho thì tốt, còn không cho thì đợi ráng chừng 10 ngày, mười mấy ngày nữa thì cho cái mấy quyển giáo lý á, cho người ta đọc rồi mới giải thích người ta. Đây là cái đạo, được cái đạo khoa học chứ không phải là nói cái bình thường theo mấy cái tôn giáo khác đâu. Tôn giáo khác nó nói gì linh thiêng, đây hoàn toàn không có nói linh thiêng mà nói bằng sự thật hết. Dù hữu hình vô hình cũng nói bằng sự thật chứ không khi nào mà nói mơ hồ. Đó, con về con thuyết phục vậy thì người ta sẽ cho. Mình nhớ mà con đừng có đạo tràng mà để có cái hội thôi, cái hội đạo thôi nha. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy ạ, vâng. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai ạ. Phật gia Phạm Thị Ngọ cư ngụ tại xóm Trung Dũng, thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, hỏi hai câu như sau ạ. Câu thứ nhất, kính thưa Thầy, tục lệ ở địa phương con, khi một người vừa tắt thở, người nhà họ vuốt mắt, lau rửa, thay quần áo ngay lúc đó, rồi làm các thủ tục khác tiếp theo. Còn chúng con,
những người tu theo pháp môn thiền tông ở cùng địa phương này, khi tắt thở, chưa biết rõ đường về Phật giới ở mức độ thời gian nào trong ba trường hợp của lời dặn dò trong Pháp Trần, mà gia đình cứ làm theo tục lệ như trên, khi chưa đủ thời gian 5 phút, 30 phút hay 8 tiếng, thì đường về Phật giới của người tu thiền tông chúng con có bị ảnh hưởng gì không? Kính xin Thầy giải thích giúp chúng con ạ. Bây giờ cái bài dặn dò đó, mình mà có cái công đức vô lượng rồi thì đối với thế gian này không ăn thua rồi. Thần còn không quản lý mình được, thánh không dám lại gần. Còn vấn đề bà con dòng họ mình là cái chuyện đó, chuyện thế gian không sao đâu. Có nghĩa là mình ra 5 phút sau, 5 phút sau mình đã đi ra rồi, thoát ra rồi. Nếu có công đức vô lượng thì bây giờ này xin cái bản mà gọi là lời dặn dò về Phật giới đó coi. Nếu mà công đức phước đức bằng nhau mà mình có pháp trần nó hiện ra thì giống như là mình có công đức vô lượng, không sao. Thì bây giờ cái này nó trả lời, nếu hồi sáng mà con có giữ cái lễ mà truyền thiền mà ta có đọc cái bài dặn dò đó thì con nhớ, còn không nhớ thì xin trong cái ban quản trị người ta cho đem về rồi thu á, rồi phát lại nghe tới nghe lui để chi, để cho nó thuộc đi, để khi nào tới trăm tuổi rồi đó mình đi á, vừa mất tờ mà vừa mở ra thì bắt đầu mình la lên thì bắt được là mấy ông thánh ông thần không dám lại gần mình đó. Thì nãy tao cái bài dặn dò ta nói kỹ rồi đó, bây giờ cái bài dặn dò này bây giờ ta không còn giấu nữa. Thở dĩ hồi trước giờ ta giấu á, là vì có nhiều người ăn cắp quá đi, nói ra gì cũng ăn cắp, nói ra gì ăn cắp, ta sợ ta giấu. Rồi bây giờ bắt buộc ta không giấu nữa, bây giờ công bố cái quyển giáo lý ra rồi thì không cần ai, không có dám ăn cắp luôn. Tôi nói thiệt, giờ đưa cái ông vua ăn cắp, bây giờ đưa cái này ăn cắp cũng không dám nữa chứ đừng nói, thấy không? Con liên hạc với anh em trong ban quản trị xin cái đường về Phật giới cho nhớ. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con xin cảm ơn Thầy. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai ạ. Kính thưa Thầy, khi tụng kinh của pháp môn Tịnh Độ, phần hồi hướng có câu chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Chúng con theo Thiền Tông thì tự giải mã câu này là giải thoát ở đây là giải thoát khỏi sự khổ đau, phiền não, được vãng sinh lên cõi trời Tịnh Độ, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc, được hưởng đời sống sung sướng như tiên theo cấp bậc của chín phẩm đó, nhưng vẫn nằm tại vòng hoàng đạo thứ ba trong tam giới 10.000 năm mà chưa được giải thoát đúng nghĩa là giải thoát khỏi nhà lửa của tam giới về Phật giới. Nhưng khi chúng con đi làm công đức, chúng con tiếp duyên với Phật tử Tịnh Độ thì họ nhất nhất khăng khăng là đây là kinh của Đức Phật dạy thì tu Tịnh Độ dứt khoát được giải thoát. Vậy kính xin Thầy giải thích giúp chúng con hiểu giải thoát một cách tường tận ạ. Giải thoát bên Tịnh Độ á, giờ cứ giống như con đang làm ruộng, phải không? Con làm ruộng cực quá, giờ con giải thoát vô thành phố ngồi làm phu nhân á, mạng phụ nhân, con có thể qua khỏi cái sanh lão bệnh tử không? Có nghĩa là giải thoát Tịnh Độ có nghĩa là không mang cái thân tứ đại mà mang cái thân điện từ. Làm sao giải thoát? Giải thoát thân tứ đại, mang thân điện từ. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có nói câu là tam giới vô an, du như quả trạch. Ở đây mà Cực Lạc nó cũng là trong thế giới vật lý thôi, gọi là thế giới này là thế giới tứ đại, còn thế giới kia nó gọi là thế giới điện từ 12 màu sắc. Nó cũng anh nằm ở trong quy luật này thôi, nó sống vì nó điện từ nó không có bệnh. Mình đây tứ đại bệnh chứ điện từ nó không có bệnh, hết phước hết tuổi thọ là nó trở lại thôi, thấy không? Người ta không có hiểu thì mà ta mới cãi vậy thôi, chứ bây giờ con mà muốn thu phục được người ta đó, con cầm cái bản đồ tam giới ra đây nè, trái đất ở đây nè, Cực Lạc ở đây nè, Cọc Hoàng ở đây, Thượng Đế ở đây nè, đâu nó cũng quay mà, nó quay trong tam giới mà, làm sao thoát được? Muốn thoát ra được phải đi ra ngoài cái quy luật vật lý này, đi vào trung tâm vận hành đúng hồ mới đi ra được. Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới dạy được cái đường này thôi, còn ngoài ra không có thiền nào dạy được cái này hết. Con về con đưa cho người ta, muốn tranh luận bây giờ nè, muốn tranh luận phải được coi cái tam giới. Rồi thứ hai nữa, con muốn tranh luận người ta mà thuyết phục được cái này nè, thì con phải đưa cái câu này nè,
Tế đất là nơi ngũ thú thập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Tu ai và đi đâu, lại ai, cầu ai, xin ai? Tế đất là ngũ thú thập cư, thần người ngạ quỷ. Giờ mình tu sao đây? Mình vừa ngồi thiền muốn cái gì thì thánh nhập vô rồi, nhập vô rồi muốn nói gì nói. Tu bởi vì tại sao trong cái chùa này gọi là tu thành Phật chứ không phải tu thành thánh. Tu không phải thành thần, đây này rõ ràng cái chùa ta ghi là tu thành Phật chứ không phải tu thành thánh. Phải hiểu này, con đưa những cái này con mới thuyết phục người ta được. Thấy không? Bây giờ ai muốn cãi gì cãi, con đưa cái tam giới ra. Rồi con đưa cái bản đồ ngũ thú tập cư ra. Rồi hai cái này con khóa họng người ta hết. Giờ em giải thoát sao nói tôi nghe coi. Rồi bây giờ đó, rồi mấy mốt nè, có cái gì quyển giáo lý đó con cho người ta mượn đọc, đừng cho luôn, cho luôn hết, nó lấy hết á. Thấy không? Đâu nhiêu đó người ta hiểu được cái này thì con giải thích rất nhẹ. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con đã hiểu, con cảm ơn thầy ạ. Thầy thứ ba là Phật gia Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1938. Ông có hỏi hai câu. Phật gia cư ngụ tại thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, huyện Vinh Bảo, thành phố Hải Phòng. Hỏi câu thứ nhất, kính thưa thầy, Đức Phật dạy mỗi sắc thân con người phải luân hồi trong trái đất và trong tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật giới được. Vậy người chưa đủ số năm luân hồi nhưng họ có công đức thì họ có thể về Phật giới được không? Kính xin thầy giải thích giúp con ạ. Cái mà đi 50 tỷ năm trên đất này là con người này là con người nào? Con người khi tham lam và kiến chấp. Con người tham lam và kiến chấp sẽ đi thế này này. Thứ nhất, khi mà Thiền Tông ra đời mà tham lam mà cướp nó đi xuống dưới cái trái đất 10 tỷ năm, một trái đất 10 tỷ năm nó làm bao nhiêu? Nằm trái đất cái 50 tỷ năm rồi đó. Cái này, câu này Đức Phật dạy là dạy cho người tham lam và kiến chấp. Còn cái người bình thường mới vô biết được cái này, một vị Phật vừa ra đời mà may mắn nắm được về liền. Chỉ cần một đời Phật thôi 10 ngàn năm thôi, chứ không có cái lâu đâu. Còn cái 50 tỷ năm này áp dụng cho người tham lam và kiến chấp. Người tham lam kiến chấp thì không phải 50 tỷ năm đâu, nó còn hơn nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Ông hỏi câu thứ hai là tập huyền ký của Như Lai con thấy rất sâu sắc, thực tế, khoa học, sâu màu, rất đáng phổ biến rộng rãi cho mọi người được giải thoát. Thế nhưng Đức Như Lai lại dạy không được nhiệt tình hăng hái. Vậy kính xin thầy giải thích giúp con điều này ạ. Bây giờ con nên nhớ rằng thế giới này là con người ta ai cũng có cái tần số riêng. Nếu mà người ta có cái công đức rồi đó, con giúp người ta, ta nhận liền. Còn mà người ta tần số âm rồi, con nhiệt tình, con phải chết với người ta. Bởi vì sao? Có ai, có nhiều người ở đây có học cho tôi nghe đó. Khi mà cái câu chuyện này đưa giúp cho người kia thì trong giấc ngủ sẽ nhìn thấy ông kia là cái gì luôn đó. Người ta âm quá, ta không đồng ý cái này đâu. Vì thế mà mình nhiệt tình, có chừng chết. Vì thế mà tôi nói nè, cái này nó kỹ nhất, cái pháp môn này kỹ nhất là đi em lên tới cái đình, cái miễu, đừng có là nó không chịu nổi, nó quật mình chết. Cái chỗ mà người ta thờ thần thánh đừng có đưa vô, là vì mấy ông kia đâu có chịu cái này đâu. Đó, thành ra có nhiều khi mình chết hoàng á, mới vừa đem vô ra ngoài kia bị xe đụng, lại cái ông xô mình á, hoặc là ông làm cho mình mất phương hướng đó. Thấy không? Thành đừng có nhiệt tình, cái này đừng nhiệt tình. Thấy người ta thích thì mới giúp, còn không thích thì thôi, đừng có ép cái ta này. Vì ép cái này là hại mình mà hại người ta luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con đã hiểu ạ. Thưa thầy, ông hỏi câu thứ ba. Thưa thầy, con đã được cấp bằng công nhận đã vào được cửa bí mật Thiền Tông, nhưng con sống trong trần thế vẫn phải theo phong tục gia đình, đoàn thể và xã hội. Trong sinh hoạt hàng ngày, gặp những hiện tượng sai trái xảy ra, con tham gia tranh luận để bảo vệ lẽ phải. Việc làm của con như vậy có đúng không? Và công đức của con có bị bôi đen không? Xin thầy giải thích giúp con ạ.
cái tranh luận nó hoàn toàn không tranh luận. Nên nhớ rằng Thiền Tông hoàn toàn không cho tranh luận, mà muốn tranh luận cái người nào có nhiệm vụ mới được quyền tranh luận thôi, còn người bình thường không tranh luận được. Thấy không? Mình học, mình biết, mình về, đừng tranh luận. Khi nào tranh luận là cái người ta có nhiệm vụ, ta làm cho sáng tỏ này. Khi nào mà có nhiệm vụ này tranh luận thì sẽ có người giúp. Tôi không nói ai, có người giúp. Còn mình mà không người giúp rồi nó đập mình chết. Thấy không? Nó nguyên tắc nó vậy. Còn mình sống ở thế giới vật lý này, mình đừng có khi nào người ta sống sao kể người ta. Ta cúng, ta tụng, ta lại chuyện của người ta. Còn mình biết rồi, làm cho đúng. Bây giờ đó, thí dụ mà con sống ở gia đình, nếu mà con chủ gia đình là khác, mà con phó gia đình là con khác. Phó gia đình thì chủ gia đình nói gì con phải nghe nấy. Nhưng mà con không làm, hoặc có làm nhưng mà làm lấy lệ, mà đừng cho người ta biết. Đừng có khi nào mà xúc phạm đến người ta. Thứ nhất là mình Thiền Tông này nè, ngày xưa đó mà khi chưa công bố quyền ký ra là hoàn toàn không, bác không dám hé môi về cái Thiền Tông này một chút xíu nào. Giờ công bố ra rồi bắt đầu ông Phật mới cho từ từ nói ra. Mà nói ra còn thấy không? Mấy năm nay sóng gió ghê không? Người ta bỏ ta chạy hết á, đi theo bác nhiều, nhiều lắm mà giờ nó chạy mất hết rồi. Còn có mấy đứa, nó gàn ra ở đây còn nhiều chạy mất hết rồi. Thấy không? Thành nó cực kỳ khó chứ không phải. Bởi vì mình sống thế giới vật lý này, người ta sống sao kể người ta. Ai thích thì mới giúp, còn không thích thì thôi. Chứ bây giờ người ta, thế giới này mấy ngàn năm người ta đã sống như vậy rồi, mình giờ đưa cái giải thoát này ra, phá toàn bộ người ta, chịu không nổi đâu. Mình phải kinh nghiệm chuyện này. Bởi vì ông Phật đã nói là không hé môi mà. Người nào đồng kiến, đồng hành thì hướng dẫn người ta, còn không thôi. Một lời không nói, một chữ không hé môi. Ông Phật đã dạy dở. Chính Như Lai đã bị chửi rồi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị chết rồi, Tổ Huệ Khả bị giam cho đến chết rồi, Nguyễn Nhân mà lép mép thì nó cũng giết hơi trước mấy năm trước rồi. Nhờ sau này luật ra thì Nguyễn Nhân mới lép nhép được, chứ mà trước đó là Nguyễn Nhân mà lép nhép mới giết ông chớp, ông chỗ sớm ông đó cũng khôn, ông mới lép nhép này mấy năm thôi. Chứ hồi xưa mà luật tín ngưỡng mà chưa ra một cái chưa chắc ai dám dám nói cái chuyện này đâu, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hiểu. Thưa Thầy, người thứ tư là Phật gia Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1942, cùng địa chỉ với Phật gia Nguyễn Văn Sĩ. Ông hỏi hai câu. Câu một, thưa Thầy, mặt trăng có là hành tinh trong tam giới ta không đáng, ta đang sống không? Nếu ở trong tam giới ta đang sống, thì hành tinh này nằm ở vòng hoàng đạo thứ mấy ạ? Mặt trăng nó có bộ phận là hỗ trợ cho trái đất, nó nằm vào hoàng đạo một chứ nó nằm ở đâu. Mỗi một trái đất nó có cái mặt trăng để nó hút, có nhiều cái mặt trăng á. Giờ mình người ta nhìn thấy đó là mặt trăng vật tư. Thí dụ mà cái mặt trăng này nó có hỏng á thì cái mặt trăng kia đưa vô. Duy nhất trái đất chỉ có một mặt trăng thôi, nó hút bằng đêm, nó làm cho sống bằng đêm, nó hút nước để cho cái nước lớn nước rộng á. Có nhiều khi cái mặt trăng nó hỏng á, thì vì khoa học nó nhìn thấy nhiều cái mặt trăng thì nó là nó đã thành mặt trăng vật tư, nó nằm rất xa, thấy không? Chứ nó nằm gần ở trái đất thì nó hút ngược trái đất, một cái là trái đất nó làm cho rối loạn cái thủy triều. Vì thế mà một trái đất một mặt trăng, trong trái bào hoàng đạo một này nó có 6 trái đất và 6 cái mặt trăng, còn mặt trăng vật tư rất nhiều, trái đất vật tư cũng rất nhiều. Giờ hiện giờ trời tứ thiên vương đã làm bao nhiêu cái mặt trái đất mà gọi là đã hoàn chỉnh rồi mà chưa có sự sống. Đợi khi nào trái đất nào bể thì người ta mới điều hành trái đất kia lại thế cho trái đất này. Nó theo cái quy luật ông Phật ông dạy rất rõ về trong tam giới vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu thứ hai ông Hữu hỏi thì chưa hỏi thầy đã trả lời rồi, nhưng con vẫn đọc lại câu hỏi. Là trong vũ trụ có hằng hà sa số tam giới, trong đêm sáng trời ta nhìn thấy rất nhiều các ngôi sao, vậy các ngôi sao đó có ở trong tam giới ta không, ta đang sống không, hay các ngôi sao đó chung cho cả 6 trái đất của vòng hoàng đạo một? Kính xin thầy giải thích giúp con hiểu. Bây giờ đó, cái bầu hoàng đạo một thì nó có 6 trái đất, nghe không?
mà trong một cái bầu hoàng đạo một thì bây giờ trái đất, bởi vì nó tới 6 trái đất, mà cái, những cái mặt trăng mà nó, mà cái ngôi sao mà ta nói đi là mấy triệu năm ánh sáng, nó nằm ở bên cái bầu hoàng đạo khác à, chứ không phải nằm, chứ không phải một bên trái đất này đâu, nó nằm bên cái bờ cái của trái đất khác. Vì thế mà đi mấy triệu năm ánh sáng mới tới. Mình nên nhớ rằng cái lực hút của mỗi một trái đất nó có 10.000 cây số thôi, lực hút âm dương đó, hút mà để cho trái đất nó tồn tại. Thì trong cái này đó, thì hành tinh nó nằm ở trong cái 10.000 cây số này thôi. Còn những cái mặt trăng mà ở cái hình ngôi sao mình thấy đó, thì nó nằm bên cái của cái trái đất khác, mà nó cũng nằm trong cái bầu hoàng đạo một này nè. Còn bầu hoàng đạo hai thì nó thuộc về điện từ âm dương 15 màu sắc á. Bầu hoàng đạo hai thì điện từ âm dương 5 màu sắc, còn đây là tứ đại. Bầu hoàng đạo một là tứ đại đất nước gió lửa và điện từ, thấy không? Thành ra có nhiều khi mình thấy người ta thấy mấy triệu năm tháng là nó nằm qua bên cái của cái trái đất khác. Bây giờ bộ trái đất thì đông tây nam bắc và trên dưới, thì còn nhớ là cái nào mà nó xuyên qua cái mặt, xuyên qua mặt trời mình không thấy đâu, mà chỉ nó là gọi là đông bốn trái đất mà nó kề một cái trái đất tại Nam Thiện Bụi Châu này mình mới thấy nó thôi. Mà thấy được sao xa như vậy, nó nằm ở bên cái bên của trái đất khác, bên cái thước hút của trái đất khác. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vâng, dạ con cảm ơn thầy. Thứ năm là Phật tử Trần Xuân Vương, 38 tuổi, cư ngụ tại thôn Đức Tiến 1, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, hỏi hai câu. Câu 1, con tu theo pháp môn Thiền Tông mà hiện tại con đang sống trong một gia đình. Bên nội tu Đạo Thánh, tức Đạo Thiên Chúa, bên ngoại tu theo Đạo Thần. Vậy con phải làm sao để hài hòa với cả đôi bên gia đình? Như vậy, con tu theo pháp môn Thiền Tông, khi bố mẹ con lâm chung thì con phải làm như thế nào để mọi người trong gia đình làm theo? Mong thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy ạ. Bây giờ gia đình, nếu mà mình điều khiển được gia đình thì được, còn không thôi. Giờ mẹ mình tu theo Đạo Thiên Chúa thì cái hành lễ đúng Đạo Thiên Chúa. Bên nội bên ngoại Đạo Thần thì làm y thần. Cái Thiền Tông này tuyệt đối không có rủ ai hết, không có rủ ai mà không mời ai mà không giúp ai được. Có giúp là khi còn sống đó, thì để quyển sách ra người ta thích ta coi, ta coi thì người ta muốn theo theo thôi, chứ tuyệt đối đừng đó. Là vì thế giới này là thế giới của vị thần và vị thánh, mà bây giờ mình đừng có xen vô việc của ổng, chuyện của ổng đừng có xen vô. Mình đạo Thiền Tông này đạo gì? Đạo giải thoát, đi ra ngoài cái quy luật này. Còn ta tu Đạo Thánh thì nữa thì ta thành thánh, rồi tu Đạo Thần ta thành thần, rồi mình vậy ta muốn thành thánh thành thần, rồi con kêu đi giải thoát ta chịu ha, đừng có xen vô. Mà muốn giúp người ta thì bây giờ mai mốt này con Nguyễn Giáo Lý để đó đi, ba mẹ mà thấy đọc cái hay hỏi đâu ạ, à? Mẹ chị thích không, con chỉ vô thì được, giúp bả đồng ý mới theo được ha. Nhưng mà nên nhớ rằng một người theo mà bên kia nó rung rinh đó, rồi làm sao đây? Ví dụ gia đình người ta 10 người theo Đạo Thánh thì mà có một người rút ra một cái đám kia nó cũng chới giới rồi, rồi mình cũng có chừng đó, khó lắm. Thành ra mình giúp người ta âm thầm đừng cho biết thì được, còn giúp mà cứ tính cách là ta đây ta giỏi hơn là con chết nó đập chết luôn rồi, thấy không? Mà cái này không phải mình không về được Phật giới luôn, mà cái này là do cái ông thần á, ông nói là sai quy luật nhân quả, ông bôi có bao nhiêu công đức bôi hết luôn. Bởi vì thế giới này thần là thực thi nhân quả, thánh là lừa người ta. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Còn con không hiểu thế giới này cũng đưa vô cái Thiền Tông này cũng chịu không nổi đâu, thì nó phá dở cái này. Bởi vì Thiền Tông này tại sao phải đợi con người ta văn minh thì mới nói được, còn chưa văn minh nói không được cái chuyện này đâu, không ai chịu đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng ạ. Phật tử hỏi câu thứ hai. Con tu theo Thiền Tông, vậy khi bên ngoại nhà con có việc cúng bái, con có nên làm theo không? Nếu làm theo thì con phải làm như thế nào? Mong thầy chỉ giúp con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Mình con cháu người ta làm gì là phụ làm, nhưng mà tuyệt đối mình làm mà mình ăn thì nên phải ăn trước đi,
nghe không? Đừng có ấy. Mình làm cái gì đừng cho người ta biết. Ví dụ con lại con phụ hay thôi con một chút xíu ăn cổ gì con ăn sớm ấy. Rồi con bày đặt có nói tôi có gì đó tôi đi ra trước cho rồi. Mình né một cách khôn ngoan đừng cho người ta biết. Bởi vì nguyên tắc cái đồ cúng á, nếu mà cúng thì cũng không sao, cúng mà muốn ăn thì phải hâm lại để cho cái lực âm nó mất đi, nó phát ra cái lực dương đó, mà mình ăn cái lực âm á thì nó vướng vô trong một cái là vì sao cái công đức mình không sáng được, ăn lực âm cái công đức nó không sáng được. Vì thế giới này công đức là cái thứ vật tư nó nằm bên kia, mà vô đây anh phải bôi âm dương vô thì nó mới tồn tại được. Vì thế mà còn phải khôn khéo cái chỗ này, đừng cho ai biết cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ vâng ạ. Phật tử cuối cùng à, Phật gia Nguyễn Thị Nguyệt, cư ngụ tại xóm Hạnh Phúc, thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, hỏi hai câu. Câu thứ nhất, thưa thầy, trung ấm thân rơi ra trái đất và rơi ra ngoài trái đất có gì khác nhau không ạ? Kính xin thầy giải thích giúp con. Có nghĩa là trung ấm thân là đi ra ngoài trái đất. Nếu mà nói cái danh từ mà cho đúng là văng ra ngoài trái đất thì rơi ra cũng vậy, mà văng ra cũng vậy. Có nghĩa là không phải đi vòng quanh trái đất mà đi ra ngoài trái đất. Trung ấm thân có bổn phận là, bởi vì nãy cái truyền thiền nói là thánh nó quản lý là 5 cây số trở lại, thần quản lý 10 cây số trở lại. Ông Phật vô đây ở 45 cây số, cái độ cao của ông là 45 cây số. Từ 45 50 cây số là ông ở trong cái vùng đó. Vì cái vùng đó thì nó không có ma sát, nó vẫn bị hút nhưng mà nó không ma sát. Còn vô trong này nó bị ma sát. Vì thế mà ở trong này cô hồn hay gì, bất cứ gì cũng phải ăn. Con người và cô hồn phải ăn, thánh thần cũng phải ăn hết. Đó. Thánh thần thì ta ăn bằng hơi, còn con người mình ăn bằng thực phẩm. Mình phải hiểu cái thế giới này. Bây giờ trong cái nãy cái dặn dò đó ta có nói rằng thánh nó quản lý từ đây là 5 cây số thôi. Thần là nó quản lý 10 cây số. Còn ra ngoài nó hết nhiệm vụ rồi. Giống như chiếc máy bay trong cái không gian mà nó được quý phép bay là 16 cây số, nhưng mà nó không dám bay tới 16 cây số đâu, mà nó chỉ bay 11, 12 cây số thôi. Bay 16 cây số mà nếu mà nó qua 17 cây một cái là cái máy bay nó tan liền. Nó, cái sức của nó chạy rất nhanh, rồi khúc đó nó chịu không nổi, mất điều khiển luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con hỏi thầy câu cuối cùng ạ. Thưa thầy, con làm dâu, con làm công đức rất khó khăn. Có những người con giúp được cấp yếu chỉ thiền tông rồi, nhưng khi chuyển sang giai đoạn làm hồ sơ cấp bí mật thiền tông thì họ trả lời 26 câu hỏi xong rồi, tương đối tốt. Họ đã lưu xuất ra được thơ kệ ngộ thiền, nhưng do lực cản của gia đình, hiện tại họ lại thối lui. Vậy thầy dạy con, trong trường hợp này con phải xử lý như thế nào để giúp họ quay trở lại với thiền tông ạ? Này không có được đâu, vô cái này là cái duyên nghiệp của họ. Có nên nhớ rằng ngồi truyền thiền mà còn có 95 người trở lại, huống chi mà chưa đi vô, thôi không có giúp được cái này. Có nghĩa là người ta có công đức tự người ta đi tới, còn không có tự trở lại. Và vì có lực âm quá gì, ví dụ mà cái trái banh mà con nó nặng quá, con bỏ xuống nước nó chìm vậy thôi. Còn nếu mà trái banh nó nhẹ, để nước vô biểu chìm nó cũng không chìm. Đó, bây giờ con có công đức rồi, con biểu đi vào luân hồi nó không ra đi, không chịu đi. Nó phải bắt buộc nó thoát ra. Đó, không có thể giúp được cái người này đâu. Mà chỉ ban đầu giúp người ta hiểu, người ta tới thôi. Vô đây truyền thiền mà còn 95 người trả lời, huống chi là còn ở nhà, sao con giúp được. Thôi bỏ ý định giúp đi, chỉ biết giúp bình thường. Con giúp bình thường, người ta hiểu là con có công đức là được rồi. Vậy là tốt rồi, khỏi cần đừng lo gì. Con chỉ có công đức con về thôi. Rồi về bển á, rồi con mới phân thân đi đâu, con tạo công đức nó dễ hơn bên đây. Về Phật giới tạo công đức dễ hơn bên đây. Rồi, con hỏi tiếp đi.
Con xin cảm ơn Thầy đã giải thích giúp con và cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe. Đây là tổng hợp các câu hỏi cô Phật tử ở miền Bắc hỏi. Câu 1. Con nghe bác giảng hoa tiêu của Phật xuất hiện từ phía trên đầu và từ xa tới. Còn hoa tiêu của Thánh chỉ xuất hiện ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái. Vậy, khi mình mang thân trung ấm, mình có phân biệt được trước, sau, trên, dưới, phải, trái như lúc còn mang thân người không ạ? À? Bây giờ, cái lời dặn dò bữa nay là bắt đầu cái cốt tủy của nó đó. Ngày xưa mình nghe nói là cái hoa tiêu nó xuất hiện, mà ta chỉ nói xuất hiện, nó không nói cái hướng. Bây giờ người ta nói rõ rồi. Thấy không? Hoa tiêu từ bên ngoài đi vô là đúng. Còn hoa tiêu ở trước mặt mình thì thật sai. Cái đó là cái kinh nghiệm á. Thấy không? Mà cái hoa tiêu mà một vị Phật xuất hiện rồi á, nó phải ngoài 10 cây số, chứ không nằm ở trong trái đất được đâu. Hoa tiêu Phật không có vô đây được. Vì cái thế giới này là của thần thánh. Thần thì 10 cây số, thánh thì 5 cây số. Thì phải hoa tiêu xuất hiện bên ngoài cái 10 cây số này thì mới là được. Thì nó nằm đâu? 10 cây số đâu? 10 cây số là ở, nó bên ngoài trái đất. Mới là 10 cây số, còn đi tới cũng không được, mà đi lui cũng không được. Phải kinh nghiệm với chỗ này nè. Thấy không? Chiều cao, tính chiều cao. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Khi mà mình có công đức ít, nhưng thấy được hoa tiêu, thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Nhưng chưa tới thời gian 8 giờ thì gia đình đem khâm liệm rồi tổ chức viếng tiếng nhạc, tiếng cống, tiếng khóc của người nhà thì có ảnh hưởng gì đến quá trình thức dậy của trung ấm thân và sự sáng suốt của trung ấm thân không ạ? À? Nếu mình có công đức không cần cái đó. Có công đức rồi mình nói thiệt là 8 giờ là cái hạn định nó dày nhất thôi. Chứ sự thật là từ 1 đến 8 giờ chứ không phải là đến 8 giờ. Mà mình đã hiểu cái này rồi, rồi mình thức dậy, mình biết ở trong hoàn cảnh nào không ăn thua gì. Khi mà mình đã thức dậy rồi thì mình mang cái thân tứ, mang thân điện từ, thân tứ đại không ăn thua gì hết. Bởi vì thân điện từ nó đi qua tường, đi dắt được, mà còn cái ăn thua gì cái vấn đề mà người ta tẩn liệm thì không thành vấn đề. Lúc đó là tẩn liệm cái xác tứ đại thôi. Còn cái mà chân thật của mình là cái điện từ, nó không dính dáng gì cái thân tứ đại hết. Đừng có lo cái chuyện này. Ta tẩn liệm hay làm cái gì không ăn, không gây kêu bằng không ảnh hưởng gì trời. Nhưng mà có một điều á, cái người mà ta chết vật lý á, thế giới này ta gọi là chết lâm sàng, người ta phải để 8 tiếng đồng hồ người ta mới động vô nha. Mà cái con người mà nó phải tái mét á thì mới chết hẳn, còn cái con người mà nó còn hồng hồng nó chưa có chết đâu. Kể mà bác sĩ cũng không dám rớ tới cái con người còn hồng hồng đó, chứ đừng có nói. Bác sĩ mà nó tới mét rồi đó thì mới là bắt đầu mới là chết thật. Thấy không? Còn mà chết hồng hồng gọi là chết lâm sàng. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn khi nào mình có công đức rồi nó làm gì làm không thành vấn đề đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 3. Trong phần công thức đường trở về Phật giới có ghi: quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền. Quý vị thử 3 lần. Quý vị có ý niệm dừng lại, hoa tiêu dừng lại, đây đúng là hoa tiêu của một vị Phật. Còn nếu quý vị ý niệm dừng lại nhưng mà Thánh không biết, cứ dẫn đi, đây là hoa tiêu giả. Xin hỏi, nếu mình dừng lại là khi mình phải đi theo trước, rồi sau đó mình mới khởi ý niệm dừng hay sao ạ? Mình phải bắt đi theo rồi mình dừng, chứ mình không đi theo dừng gì. Mình không đi theo mà mình đã dừng rồi. Mình giả đi theo mình dừng lại mà nó không biết đi luôn là nó là giả. Còn nó mà nó biết. Mà cái này đó bây giờ đó thì cái bữa hôm nay tôi giải đáp cái này rất rõ. Xin cái phần này đi. Xin phần này mới rất rõ được. Thì trưa nay là không có dám nói rõ là sao. Nói rõ ra có nhiều người tăng cấp. Thì bây giờ bởi vì cái quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học kia không, tôi đã đăng ký cái bản quyền rồi. Thấy không? Thành ra không ai dám rớ vô cái này. Bởi vì ông Phật nói là cái khi nào cái thiền tông nó ra đời, nó sẽ có nhiều người ăn cắp.
mà con cứ dụ đi cho nó ăn cắp đã đi, rồi bắt đầu con mới cho nó mới tung ra cái thiệt. Khi nó tung cái thiệt là nó bị chớ giới rồi, nó không dám ăn cắp nữa rồi. Vì thế mà tôi cũng nói và cũng báo tiếc á, là cái quyển giáo lý này tôi đã đăng ký bản quyền rồi, không ai dám đăng ký đâu, đăng ký là chết á. Giàu có muốn ăn cắp cũng không dám ăn cắp đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Nguyễn Thị Vân ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi một câu: muốn có pháp trần phát ra thì mình phải học thuộc từng câu, từng chữ, hay là mình chỉ cần nắm được các ý của đường về Phật giới là có pháp trần? Cái pháp trần là cái tiếng nói nhỏ thì mình phải học từ thuộc, chứ cái ý ra nữa. Nếu cái ý nó thuộc về ý trần, còn cái này pháp trần là tiếng nói nhỏ, mình phải học nói. Giống như mình giờ mình đi ca, đi học bài thuộc lòng, hoặc mấy ông ca sĩ học á, vừa nói ra cái tự nhiên nó hiểu, nó nghe, nó nói trong cái cuốn họng mình, nó nói ra, gọi là pháp trần là tiếng nói nhỏ. Mình phải làm sao cái tiếng nói nhỏ mình thuộc, nó gọi là pháp trần. Rồi tôi hỏi tiếp đi. Tiếp theo xin mời chị Hồng đặt câu hỏi. Vậy xin mời chị Điệp, chị Điệp đặt câu hỏi trước. Dạ con xin chào bác ạ. Dạ con tên là Huỳnh Thanh Điệp, sinh năm 1967, hiện đang cư ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hỏi phép được hỏi bác mấy câu. Dạ câu số 1. Thưa bác, người nối tiếp dòng Thiền Tông ở ngoài chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ cần có 3 chữ là tâm, tài, lực. Tại sao không có ai nối tiếp được? Tuy có ba chữ tâm tài lực nhưng mà nó cực kỳ khó. Trước mắt chữ tâm á, là người ta hỏi cái gì con phải hiểu hết. Ai có khả năng vừa hỏi câu gì trả lời con đó gọi là cái tâm, tâm sáng. Rồi bây giờ cái tâm con á, theo cái Thiền Tông này con có mánh mùng không? Chỉ còn hơi tham một chút xíu thôi cũng không được, hơi tham thôi. Thì tôi thấy cái tâm mình nó vừa sáng mà kêu bằng, nói đúng là một cái con người hiện giờ thế gian này mà hoàn chỉnh cái tâm hoàn toàn không ai ai hoàn chỉnh được. Mà hoàn toàn ít ra cũng phải có tham hoặc có tham vọng gì tùm lum đâu. Cái tham này hoàn toàn không khó, khó đâu. Khó mà tiếp nối dòng Thiền Tông. Mà muốn chứng minh cái này là tôi từ khi mà tôi công bố này, tôi rất nhiều người nhưng mà tôi chưa thấy ai đạt được cái mục đích này hết. Rồi đó là chữ tâm á, tôi còn chữ tài. Tài là tiền tài và cái tài ăn nói của mình á. Bây giờ thứ mắt là cái tài ấy, không? Con có thể cất nổi một cái chùa không? Tiền cất nổi cái chùa không? Thôi chùa nhỏ chùa lớn thì mà con phải cất được, và đồng thời xin phép chính quyền hoạt động theo cái Thiền Tông này. Bây giờ cái chùa gốc của Thiền Tông mà con muốn dẹp thì hưởng chứ làm sao cái chùa phó ấy. Chùa phó Thiền Tông mà ra nổi, không ra nổi đâu. Thấy không? Đó cái tài. Nội mà cái xin phép chính quyền, tôi thấy chưa, tôi đã nói nhiều người đã xin để mà cất được cái chùa Thân Diệu, cái chùa Thiền Tông thứ hai thôi, sau Thân Diệu hoàn toàn không có. Từ Bắc với Nam tôi biết là bao nhiêu người trình là tôi không được. Bây giờ nếu để chính quyền cho phép đi, rồi bắt đầu tôi sẽ tính tới cái chuyện mà tôi truyền cho. Không có. Rồi chữ lực nè. Cái chữ lực này tuy là nó đơn giản vậy chứ sự thật á, tôi thấy vô đây mà người ta chửi nhiều nhất. Mới vừa đá động chút xíu nó cũng chửi sùm rồi đó. Nó cũng trù đủ thứ. Thì cái tâm tài lực làm sao khó đó. Bây giờ thứ nhất cất cái chùa không phải dễ đâu. Chùa mà bây giờ còn suy nghĩ không lấy ai một đồng nào mà cất cái chùa. Mà xin phép cái chùa và xin phép không được. Cái chùa Tân Diệu mà còn muốn dẹp mà huống chi cái chùa kế tiếp làm sao ai cho. Thấy không? Vì thế mà tôi tuyên bố rằng cái Thiền Tông mà đi ra ngoài không cách nào ra được hết. Mà bây giờ chỉ có nước mà nối tại cái chùa này, khi tôi mất ra thì anh em ở đây
thầy phiền nhau nấu tiếp được. Bởi vì đây là cái gốc của nó có sẵn rồi, nó không có cần khó nữa. Bây giờ nhà nước cũng phải bắt buộc phải cho, là bây giờ là tôi hoạt động nay sáu mấy năm rồi không lẽ không cho, phải không? Thì cái nối tại đây thì dễ, mà cái nối ra ngoài tôi bảo đảm hoàn toàn không không thể ấy được, không thể ai cho được hết rồi. Rồi con hỏi câu khác đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con xin phép hỏi câu thứ hai ạ. Thưa bác, người tu theo pháp môn thiền tông mà có tánh tham thì có giải thoát được không ạ? Bây giờ vừa bởi tôi nói vừa hí tham thôi là cũng không giải thoát được. Tuy là có công đức nhưng mà điều nó bôi. Thế giới vật lý này nó vậy á. Thế giới này có nghĩa là ông thần quản lý, ông thần ông rất nghiêm. Anh ở đây mà anh tạo công đức tôi cho chứ không phải không, nhưng mà anh tham là tôi bôi liền. Thế giới này mình phải nên nhớ rằng có nhiều người họ tham ra mặt luôn, làm sao mà giữ được. Có nghĩa là hơi tham chút thì hoàn toàn phải đi. Mà tham mà làm hại cái thiền tông thì xuống cái hầm 10 tỷ năm. Tức như trong kinh gọi là cái hầm 10 hầm lửa lớn đó, mà người Trung Quốc nó gọi là cái hầm quả ngục mà. Rồi cái quả ngục mà. Vô đó là cái 10 tỷ năm mới ra lần, chứ không phải 1-2 năm ra đâu, 10 tỷ năm. Nó thành là nó khó cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 3. Dạ thưa bác, người tu theo pháp môn thiền tông mà thích lừa người khác thì có giải thoát được không ạ? Tham với lừa chắc giống nhau. Thì anh tham mà cũng vậy, anh lừa cũng vậy, không cách nào giải thoát được. Tôi nói về một dạng Đức Phật ra đời, một 10 ngàn năm một ông, mà dầm trái đất là bao nhiêu người? 10 tỷ. Mà tới 5-6 vài trái đất là bao nhiêu? Bởi vì tôi nói cả dạng người ông Phật ra đời cũng chưa giải thoát được đâu. Thứ nhất, tu tuyệt đối là tu thiền tông, đừng có tham và đừng có lừa người. Hai cái này là tối kỵ nhất cho cái thiền tông. Tham và lừa người thì thôi đừng có tu mất công đó. Tu, anh tu cỡ nào, anh tu cỡ nào xuống quan ngục gần đấy. Tu thiền tông mà tham và lừa, anh tạo ra bất cứ gì, quả ngục nó chờ anh sẵn. Thấy không? Thà đừng có tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 4 mà. Dạ thưa bác, tu là phải ngồi thiền, cớ sao lục tổ Huệ Năng không cho ngồi thiền ạ? Con biết ở trái đất này là ngũ thú tập cư. Trái đất này hiển linh là ai? Là thánh. Con vừa ngồi thiền, con ngồi thiền mơ mộng thành Phật cái gì? Thì ổng hiện Phật nhào vô, rồi ta là Phật gì đó nói chuyện ra. Vì thế mà ông lục tổ Huệ Năng, ông cấm không cho ngồi thiền. Ông ngồi thiền là ông thành thánh chứ không phải là thành Phật. Nên nhớ là ngồi thiền thành thánh, không thành Phật. Không thành thánh thì thành thần chứ không có thành Phật được. Trái đất này không ngồi thiền không thành Phật được. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng thì cấm không cho. Mày hỏi vậy chứ bây giờ ông đã có Phật tánh rồi mà không chịu khai thác ra, mà anh sống với Phật tánh, tạo công đức về mà ngồi thiền ngồi chi? Ngồi thiền thành thánh. Vì thế mà nên nhớ nè, tất cả những nơi mà hiển linh là do ngồi thiền thành thánh, rồi họ xưng gì kiểu của người ta. Cái đó còn tất cả người đến cái hiển linh thì con sẽ để ý nè. Ồ bây giờ tại sao ông đó mà ông tu cũng được thành này thành kia? Thì đúng rồi, thành thánh. Mà bây giờ cái thành thánh ở đây không có giải thích rõ, nhưng mà khi mà học thiền tông sẽ hiểu thành thánh là hoàn toàn không giải thoát được. Vì thế mà nó muốn thành Phật thì học công thức về, muốn thành thánh ngồi thiền thành thánh. Nó vì thế mà lục tổ Huệ Năng không cho ngồi thiền là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu số 5 ạ. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, cớ sao không ai thích tu? Xin bác giải thích cho tụi con hiểu. Cái tu, nếu mà nói chữ tu là gì? Là hành động. Mà hành động để kiếm gì? Kiếm danh và kiếm tiền. Hành động kiếm danh và kiếm tiền. Danh thì nó trong nó có thánh trong đó. Còn cái thiền tông, cái giải thoát là đi ra ngoài cái thế giới vật lý này nè. Ai bây giờ ai đây chịu ra ngoài? Vì thế mà đâu có, người ta đâu có đồng ý đi ra cái này. Bây giờ 10 người này, con để ý nè, tất cả những người ta tu để thành tu để cho 5 năm được lên đại đức, 15 năm lên thượng tọa, 40 năm lên hòa thượng. Chứ mà mong mong vậy không làm sao giải thoát.
Giải thoát là ta đi con đường riêng của người ta. Thấy không? Giải nghĩa là giải dùng để thoát ra cái quy luật vật lý này, cái cuốn hút của vật lý âm dương này. Mình phải hiểu được cái danh từ này thì mới tu hiểu cái tu đạo giải thoát được. Còn mình không hiểu rồi mình tu tưởng, nó thành ra nó khó. Người ta không chịu tu giải thoát là do cái này. Giờ con suy nghĩ đi, 100 người đi tu hỏi ông muốn tu, muốn giải thoát không? Nó muốn, đưa giải thoát ra chửi. Làm sao giải thoát? Tu giải thoát, đưa giải thoát. Điển hình tôi nói nè, tất cả các chùa Việt Nam, tại sao chùa Tân Diệu đưa công thức giải thoát ra nó chửi? Tại ông tu giải thoát, tôi chửi ông. Chứ nếu mà ông tu thành thánh, tôi không chửi. Thấy không? Nó khó là cái chỗ đó. Vì thế mà ta không đồng ý, ở thế đất này không ai đồng ý. Mà hơn nữa cái danh từ giải thoát này nè, khi mà ông Phật, ông đầu tiên ông nói 2500 mấy chục năm về trước ông nói, nhưng mà khi mà rời tay ông rồi không ai tu giải thoát hết, mà tu theo cái chứng đắc không. Chứng đắc thì làm sao giải thoát? Chứng đắc là được ở trong trái đất này thì làm sao thoát được. Vì thế mà ông mới bí mật truyền cái pháp môn này đi theo cái dòng Thiền Tông, để đợi con người ta khôn á, phổ biến ra. Nhưng mà khôn phổ biến ra nó cũng chửi thì cũng khó lắm. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin phép hỏi câu số 6. Các nhà khoa học nói khoa học tiến thì tôn giáo phải lùi. Như vậy làm sao cho tôn giáo không lùi, thưa bác? Tôn giáo không muốn lùi thì nó dễ ở kiêu gì khó. Bây giờ bất cứ tôn giáo nào anh chứng minh bằng khoa học thì anh không lùi. Còn tôn giáo nào mà anh chứng minh mơ hồ. Bởi vì khoa học nó nói là ngày xưa, thí dụ chẳng hạn như bây giờ mình cúng sao đi, thấy nó lấp lánh không biết cái gì trên đó. Giờ nó lên trển, ô cái này cái hình tinh nước, nó chói chói vậy thôi chứ làm gì có cái chuyện đó mình cúng. Vì thế mà khoa học nó khám phá ra tất cả những cái gì hữu hình và vô hình rồi thì cái tôn giáo đi đằng sau khoa học, gọi là lùi, đi đằng sau của khoa học. Khoa học đi trước, tôn giáo đi sau. Đó, gọi là thứ đó, chứ không được tránh. Vì thế mà tôn giáo không muốn lùi thì anh phải chứng minh bằng khoa học. Anh làm cái đạo nào cũng được mà chứng minh khoa học. Anh tu đó để được cái gì nói tôi nghe. Thí dụ bây giờ đạo Phật mình có cái nước, cái pháp môn Tịnh Độ để đi lên nước Cực Lạc. Giải thích rất đúng, ai muốn lên đó tôi chỉ cách đi thì được. Đó là khoa học à, đi bằng công thức. Tất cả thế giới này đi làm bằng nghề gì mà đi bằng công thức, chứ không đi bằng cái tưởng được. Đi mà cái tưởng là nó sai, đi bằng công thức là mới đúng. Vì thế mà có câu là khoa học tiến, tôn giáo lùi, là cái câu này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi câu số 7. Người tu theo đạo Phật tu làm sao không sai với lời của Đức Phật dạy, thưa bác? Này dễ ở. Bất cứ đạo nào anh tu anh phải có cái giáo lý. Còn nhà có giáo lý dạy gì thì anh làm y vậy, làm sao sai. Còn anh tu không có giáo lý thì anh tưởng thì anh tu sai, vậy thôi. Cái này nó rất dễ. Thấy không? Bây giờ đạo nào vậy? Đạo nào nó thật, đạo nào cũng có giáo lý hết. Nhưng mà tại vì có nhiều người ta không cần giáo lý mà ta chỉ tu tưởng thôi. Nếu mà nói về cái giáo lý á, không ai dám áp dụng cái giáo lý. Có khi nào mà ông Phật Thích Ca giáo lý biểu cúng không? Hoàn toàn không có biểu cúng. Mà giờ ông cúng là sao? Thì mà đi ra ngoài giáo lý. Nếu mà tu mà không sai thì phải có giáo lý. Còn không giáo lý hoàn toàn tu sai. Đơn giản như vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 8 ạ. Thưa bác tu gì mà ai hỏi gì bác cũng trả lời được. Xin bác giảng dạy cho tụi con hiểu ạ. Này không có tu gì trò trơn, mà tôi hiểu cái công thức. Tôi hiểu công thức thế giới vật lý này, ai hỏi gì tôi nói hết. Tôi hiểu được công thức hữu hình và vô hình. Vì thế ai hỏi gì tôi nói vậy, chứ tôi không có tu gì trò trơn. Mà tôi không phải thần thánh gì trời á. Tôi biết được cái công thức của nó. Nghe không? Vì thế mà ai hỏi bất cứ cái gì hữu hình vô hình tôi nói cho nghe. Bởi vì tôi đã từng tuyên bố rằng mấy năm là tôi nói tôi, ai nói tôi mà nói sai là đây đấu chắc với tôi. Tôi thua tôi tặng cho cái chùa này luôn. Còn tôi
không hạ được tôi thì làm ơn cho tôi hoạt động một cách bình thường, cấp giấy phép cho tôi hoạt động. Tới giờ này chỉ cho miệng thôi chứ không cho bằng giấy tờ. Thấy không? Tôi nói thật, hiện giờ mình hoạt động đây là hoạt động bằng miệng. Vì theo luật tín ngưỡng không được cấm ở chùa này, thành ra tôi mới tồn tại. Tôi cũng không có tài bòa gì mà tôi hiểu được cái công thức. Giống như con đi làm bác sĩ đi, con tốt nghiệp cái công thức nó rồi con mổ tim, mổ gan, mổ phèo, mổ phổi gì cũng được hết. Con hiểu được cái công thức nó. Còn không, dù con có tốt nghiệp bác sĩ mà con không hiểu công thức, con không làm được. Tất cả trên thế gian này, anh dù anh làm nghề nông nè, rồi nghề công nghiệp, nông nghiệp, rồi hải sản, anh phải đúng cái công thức của nó, nên mới làm được. Từ mai mặt, rồi cơ khí hoàn toàn phải bằng công thức hết. Ai mà làm được cái này thì biện tài vô ngại, nói không sợ sai một câu nào. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 9. Nhiều thầy nói đạo Phật có 84.000 pháp môn tu, có đúng như vậy không ạ thưa bác? Đạo Phật là làm gì con? Có 6 pháp môn tu không nổi mà. 84.000 này là do cái tưởng của con người nó phát ra. Cái tưởng do con người nó tưởng thì tại vì mình không có cái... Bởi vì thường thường ở trong sách người ta nói, trong kinh thì nói là tâm viên ý mã. Viên là con vượng, mã là con ngựa. Nó lăng xăng á. Thấy không? Lăng xăng nó mới chạy ra được 84.000 cái lăng xăng đó. Thì con số nhiều quá đó là cái tại sao mà có con số 84.000. Nó lấy từ trong đạo Phật là 8 phương 4 hướng. Anh suy nghĩ đủ 8 phương 4 hướng. Thành nó mới có thành ra 84.000. Chứ không phải là ấy đâu. Bởi vì suy nghĩ 8 phương 4 hướng, chỗ nào anh cũng suy nghĩ tới. Thì người ta mới đặt là nghĩa là 84.000 vậy thôi, chứ đâu có làm gì tới con số đó. Nó lấy căn cứ là cái ông Phật là trái đất này nó quay theo kiểu 8 phương 4 hướng. Con người ta tưởng theo trái đất, vì thế nó mới đạt ra là 84.000. Chứ sự thật đâu có ai tưởng nổi tới con số đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 10 ạ. Tại sao các nơi khác không nơi nào dạy công thức đường về Phật giới, mà chỉ có duy nhất chùa Thiện Tông Tân Diệu lại dạy ạ? Duy nhất chùa Tân Diệu dạy theo cái dòng Thiền Tông. Ông Phật đó, ai có biết là hồi năm 24 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa qua gặp vua Hùng Nghị Dương không? Hồi 24 tuổi ông mới trao cái quyển này nè, mấy cái quyển sách này cho Hùng Thí Loan á. Hùng Thí Loan bả đầu thai lần, thành ra cái bà bản giải trở lớn. Hồi xưa bả là công chúa Hùng Thí Loan á. Thấy không? Thì giao cho bà này thì bà này mới truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng mà tôi nói thiệt cái này không phải là... Đầu tiên tôi nói là ông Thích Đức Hà đó, ông sanh năm 1851. Nếu bữa nay ông còn... Nếu mà tuổi tới bữa nay là 159 tuổi. Đầu tiên ông cũng nghe cái biểu là đi tìm Long Nữ để mà giao cái quyển sách này. Ông không tin. Ông nói Long Nữ mà làm gì, sao thì kiếm Long Nam. Giao ông Long Nam hỏi. Được 3 tháng Long Nam không làm gì được, giờ rồi ông lấy lợi. Nên là phải đi tìm cái Long Nữ. Thấy không? Đó, thì Long Nữ làm không nổi thì giao lợi cho con Long Nữ. Có vậy thôi. Chứ không phải đơn giản cái chuyện này nè. Mà cái này nó mà phổ biến ra thì có người giúp đỡ mới phổ biến được. Không có người giúp đỡ thì hoàn toàn không cách nào phổ biến cái này được. Nó nguy hiểm vô cùng. Nó phải cái bằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới phổ biến được cái này. Còn nếu mà không có đủ 3 cái yếu tố này thì hoàn toàn người mà phổ biến sớm và chết liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu số 11. Quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam, mục đích Đức Phật dạy cái gì ạ thưa bác? Này ông dạy có 2 ý. Một giác ngộ, 2 giải thoát. Có vậy thôi. Giác ngộ là hiểu biết hết. Giải thoát đi ra ngoài cái quy luật này. Nó chỉ vậy thôi chứ không có. Chứ trong này ông có nói gì, nhưng mà ông cũng đáp, ông cũng có cắt nghĩa một vài số xung quanh hết. Nhưng mà mục đích đây là ông chỉ sự thật ở trái đất này và đồng thời cho chỉ con đường đi ra.
Nó có vậy thôi. Nguyện giáo lý nó là vậy thôi, chứ không có gì lạ hết. Nó khác hẳn là với nguyện giáo lý của các pháp môn khác. Pháp môn khác đó, ví dụ con tu về tiểu thừa thì cái giáo lý nó nói về cách tiểu thừa thôi, 37 pháp quán. Nếu con tu tiểu thừa là nó giải thích về 37 pháp quán trợ đạo, thấy không? Của một vị Phật là tiểu thừa. Đó, còn trung thừa thì nó dạy về cách lý luận tuyệt đỉnh. Đại thừa là nó dạy về cái cách nghe là tìm hiểu vật chất, thấy không? Còn cái tịnh độ thì nó dạy cho cái cách là công thức để mà phát ra được cái hình của ông Phật á, chứ không phải muốn niệm Phật. Niệm Phật mà mày bảo đúng công thức niệm trong vòng 5 giây nó sẽ phát ra hình ông Phật liền. Có công thức trong cái giáo lý nó có dạy rõ ràng. Thì cái mật chú nó cũng vậy, phát ra thần linh nó phát được. Vì thế mà mỗi, còn bởi vì cái công thức mà để có cái thần thông này để phát ra cái kỳ tiến Phật của mình đó, nó có công thức chứ không phải không. Nhưng mà chỉ thì khó người ấy. Nhưng mà tôi nói là tất cả những bây giờ mà suy nghĩ vậy nè, trong nhà mình nó tối ôm mà nó có cái viên ngọc nó tối ôm mà nó bao quanh lại, giờ làm sao cho viên ngọc này sáng? Mà phá được cái ánh sáng này không phải là cái ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của cái gì? Là công đức. Nó phá được cái này, ánh sáng mặt trời phá không được. Ánh phá mặt trời gọi là phá gọi bằng điện từ dương của vật lý. Cái này cái công đức nó phá cái này. Vì thế mà có nhiều người họ muốn tu cái này, mà họ muốn làm sao mà tôi thấy được cái tánh Phật của tôi á, thấy bằng tánh Phật nó không khó, nó đơn giản đâu. Như đầu bài có người ông nào cũng hỏi, muốn cái này thì anh phải công đức thật nhiều, tự động nó phá ra, phải không? Còn nếu mà anh ngồi đó anh ham muốn mà không có chút xíu công đức thì thôi, anh muốn cho nó vui thôi, chứ không có cách nào phá ra được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 12 ạ. Quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam có thể cho xuất bản ra được không ạ, thưa bác? Nếu mà theo cái nguyên tắc á, mình nhìn thấy cái thế giới vật lý này không thể xuất bản quyển này được. Là thế giới này người ta sống bằng kim tiền, sống bằng vật chất. Quyển giáo lý này nó nói bằng sự thật. Con nên nhớ rằng tất cả các đạo trên thế giới này là linh thiêng, chủ yếu linh thiêng. Nhưng mà khi mà cái quyển giáo lý này nó ra, nó chỉ linh thiêng là cái gì? Hoàn toàn không thể đi ra được cái này. Nhưng mà mong, bởi vì ở trong cái luật pháp Việt Nam nó có cái câu này nè, cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nếu nhà nước áp dụng cái câu tự do này được thì cái quyển giáo lý ra được. Còn nếu mà nhà nước sợ thì quyển giáo lý không ra. Nhưng mà cái quyển giáo lý này á, thì theo luật pháp á, thí dụ mình bác có, bác không bán, bác cho con, in cho con được, cho người khác được. Bởi vì nếu bán nó sai luật, còn nếu mà tôi tặng không có sai luật. Thấy không? Đây gọi là lưu hành nội bộ những người tu Thiền Tông tôi mới cho thì được, không vướng gì luật pháp. Còn nếu mà còn bán thì bắt buộc con phải xuất bản. Mà xuất bản thì khó. Nó khó chứ không phải là không được. Nếu mà luật pháp Việt Nam mà thực thi đúng thì giáo lý ra. Còn gì kêu bằng luật pháp Việt Nam mà e ngại thì giáo lý không ra. Bởi vì nó ra nó phá. Bây giờ con nhớ là tất cả những cái gì ở đây là hoàn toàn kêu bằng linh thiêng hết. Mà nó chỉ cái linh thiêng một cách rõ ràng vậy thì làm sao người ta sống nổi. Thành ra mình cũng, bác cũng không mong là xuất bản được cái này. Nhưng mà nếu xuất bản cho thì bác vẫn làm đúng theo thủ tục là ông Phật dặn là bao nhiêu người sinh là phải cho đủ bao nhiêu người. Bác có cái lực này nè, tôi nói thiệt là. Bây giờ bác nói là tôi có đủ sức lực tôi cho. Nghe không? Bởi vì tôi đã chuẩn bị hết rồi. Có thể được thì cũng tốt, mà không được thì cũng tốt, không sao. Thì con hỏi là có thể ra được không? Thì cái này tùy theo. Nếu mà luật pháp áp dụng đúng thì ra được. Áp luật pháp e dè thì không ra được. Chỉ có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 13.
Nếu như quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam không xuất bản ra được, thì bác làm cách nào để cho quyển giáo lý này đến được tay của người đọc ạ? Này thì bữa nãy tôi nói là thì lưu hành nội bộ. Tôi đánh máy ra tôi đi phổ tô. Thí dụ là con xin bác thì bác phô tô bác cho con, còn không thì bác đưa cho con đi phô tô trả bản gốc lại cho bác, có vậy thôi. Cái này nó không có vi phạm cái luật pháp, tôi cho chứ tôi đâu buôn bán đâu. Bởi là vì tại sao mình được làm cái này là vì cho được tự do viết sách. Nhớ tự do viết sách bán thì phải đóng thuế, cho giấy phép. Còn viết sách cho không cần. Nó không phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra cái giáo lý mà muốn ra cỡ nào cũng được, muốn bây giờ tụi con mà muốn xin thì đăng ký để cho con ông Nguyễn 5-10 người 2-3 ngày lại bắt photo bắt cho. Còn nếu mà nhiều nữa cũng được thì phải đặt trước. Photo đâu ngày nó photo có mấy chục quyển thôi chứ đâu phải nó photo ngày mấy trăm quyển được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 14 ạ. Tụi con thấy pháp môn Thiền Tông này rất là thực tế và khoa học. Cớ sao các nhà xuất bản lại không giúp bác để xuất bản các quyển sách này ạ? Nên nhớ là nhà xuất bản là cũng là công cụ của một cái cơ quan. Giống như con là một người thợ thì phải dưới điều khiển của ông giám đốc. Ông giám đốc cho thì con mới làm, ông giám đốc không cho là thôi. Nhà xuất bản nó phải lệ thuộc vào cục xuất bản. Con nhớ không? Cục xuất bản cấm rồi đó. Trong tờ báo Giác Ngộ nói ông Nguyễn Nguyên cấm không cho sách của Nguyễn Nhân viết ra xuất bản đó. Đó rõ ràng có người cấm đó. Mà vừa rồi bác có gửi cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân đó, bây giờ ông Nguyễn Nguyên cấm đó, bà nói cho tôi tự do tín ngưỡng, tự do viết sách đó. Bây giờ ông cấm đó, giờ bà xử sao? Đưa từ ngày 29 tháng 5, bây giờ 28 rồi, đúng còn ngày nó đúng một tháng đó, mà chưa thấy gì hết đó. Thấy không? Thành ra cái gì thì ví dụ nhà xuất bản muốn xuất bản thì cũng phải ăn thua cái đầu nạ cái lãnh đạo người ta cho không. Chứ ai đã muốn xuất bản, người ta xuất bản thì người ta có tiền. Bởi vì duyệt một cái bản bao nhiêu tiền rồi đóng thuế này kia nọ bao nhiêu. Nhà xuất bản người ta sống được là nhờ cái tác phẩm ra thì người ta mới có tiền, chứ còn không tác phẩm không ra làm sao mà có tiền, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 15 ạ. Vào thời mạt thượng pháp này, chư Phật có ứng thân, phân thân, hóa thân vào trái đất để dạy pháp môn Thiền Tông này không ạ? Bằng cách nào và như thế nào ạ? Bây giờ một vị Phật ra đời muốn dạy cái pháp môn giải thoát này nè, nếu có cái chu kỳ của nó. Khi ông dạy là 3.000 năm sau, 2.000 mấy trăm năm sau đó thì cái pháp môn này sẽ dạy ra. Nhưng mà ông không có vô trái đất này được. Bởi vì trái đất này gọi là trái đất của thần thánh. Thần quản lý 10 cây số, ông ở trên 10 cây số không được. Ông vô, ông không thể nào đến trái đất này được. Mà ông đến là, tôi đã nói là từ 45-50 cây số là nằm cái vùng của chư Phật ở. Phật ngự vô cho nó đó. Vì thế mà ai muốn đi về Phật giáo phải đi ra chỗ đó mới dẫn về. Thấy không? Còn nếu mà không ra được là không có dẫn về được. Còn tất cả, còn những người mà ở đây đó, sở dĩ thí dụ con biết Thiền Tông là do ông thần hoặc ông thánh. Thánh nó cũng có ông thiện, ông ác, ông thần cũng vậy chứ không phải thế đâu. Thì ông Phật nói bây giờ nè, bây giờ thì cái Thiền Tông ra đời rồi, bây giờ ông làm ơn cái người đó đó. Tôi thấy cái người đó nó có công đức á, ông làm ơn ông suối nó lại cái chỗ Thiền Tông á để người ta học. Những người mà giúp con là do thánh thần ở đây nè, mà gọi thánh thần gọi thiện, giống như con người mà làm thiện á. Có nhiều người thích làm thiện đó, bây giờ thấy người ta đói rồi, thấy con ưa làm thiện đó, chỗ đó có ông đói đó, thì con lại con cho người ta. Thì cái người mà xúi con đi theo cái Thiền Tông này cũng do ông Phật giúp, nhưng mà phải nói đi lợi cái này, do thánh thần. Bây giờ thế giới của người ta mà ông không dám vô, vô quy luật, vừa vô là nó bị say nè, nó bị sát. Nó sát là nó phải theo quy luật là phải ăn uống. Mà Phật vô đây mà ăn uống thì thành ông thánh rồi, thành không được.
Hình ra bây giờ cái Thiền Tông này ra đời mà nói ra cái chuyện này rồi thì mấy cái ông cúng thất nghiệp thì ông chửi mình. Họ tưởng là cúng Phật chứ sự thật Phật không dám ăn cái này, không dám vô đây. Mà cúng đây là cúng thần thánh. Mà thế gian này cũng có thần thánh có nơi cúng mà tại người ta cúng sai thôi. Thí dụ cúng thần thì vô đền, cúng thánh thì vô miếu. Có đàng hoàng chứ không phải đâu. Còn cúng Phật thì không có cúng. Phật dạy ông giác ngộ giải thoát ông về mà ông không nghe thôi, cúng ông làm gì. Ông đâu dám vô đây đâu. Thế giới này thế giới của thần thánh làm sao ông dám vô. Thấy không? Ông mà vô đây ông mang thân người thì ông cũng phải quay theo. Chứ ngày xưa ông ngộ thiền ở trên cõi trời Đâu Xuất, ông xuống không? Xuống đây ông phải mang thân người, ông phải có vợ con, rồi cũng phải quay với ổng, quay ổng chết luôn chứ đâu phải ổng sung sướng vậy đâu. Nhưng mà nhiệm vụ của người ta, ta biết người ta có cái đường đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi bác câu số 16. Sau này khi bác qua đời thì chùa Thiền Tông Tân Diệu có còn tổ chức các buổi giải đáp giống như hiện nay bác đang giải đáp không ạ? Bây giờ đang tập á, vừa rồi tôi cũng thử một lần để cho anh em truyền thiền đó, rồi sau tôi để anh em giải đáp, nhưng mà tôi không thấy ông nào giải đáp hết trời. Thì tập từ từ chứ biết sao giờ, giống như ông thầy giáo ông già ông chết thì phải có thầy giáo con nhảy lên. Cái này là do cái thế hệ sau gan mới được, chứ nhát nhát thì chạy tuốt á. Thấy không? Cái này thì không đoán được, nếu đó thành ông thầy bói rồi. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ câu số 17 ạ. Con được biết là hiện nay á bác đã chọn được 10 vị thiền gia để vào ban nối tiếp dòng Thiền Tông. Vậy thì ai trong ban này sẽ là người chịu trách nhiệm chính để trả lời cho các buổi giải đáp sau này ạ? Cái này là do mấy người này họp lại người ta chọn. Giống như bầu cử quốc hội, bầu xong rồi vô quốc hội mới chọn ra người lãnh đạo quốc gia. Thì vô cái đó, vô trong này đi rồi trong cái nhóm này mới chọn ra một người. Người nào có năng lực ta chọn ra, chứ bác không thể chọn vô được. Bác chọn vô nó nói chắc là ông này cho nối tiếp không được. Phải mình thực hiện giống như nhà nước á. Bầu cử quốc hội, vô đại biểu quốc hội, đại biểu hội mới bầu cái ông này làm lãnh đạo quốc gia. Ông này làm gì là cho quốc hội lo. Thì nữa cái ban này cũng do trong cái ban này tự kiếm ra, chứ bác không xen vô, thấy không? Nhưng mà bây giờ thì cũng có ý, có chú ý, nhưng mà không dám nói ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu số 18 ạ. Hiện nay có rất nhiều người muốn triệt phá pháp môn Thiền Tông. Vậy bác cho con hỏi, người đứng ra trả lời các buổi giải đáp này có đủ sức chịu đựng những áp lực giống như bác hiện nay không ạ? Thì bác cũng nói hứa một điều là khi mà bác qua đời thì cái Thiền Tông này sẽ ổn định. Bác mới nhắm mắt, còn chưa ổn định bác chưa nhắm mắt. Cố gắng cái này phải làm sao mà ổn định rằng hoàng tù mới nhắm mắt xuôi tay về Phật giới. Còn chưa thì tôi chưa về, tôi thật cô thành làm cô hồn ở đây chứ tôi chưa chịu về. Hết câu hỏi, con xin cảm ơn bác ạ. Tiếp theo xin mời chị Hồng ở Gò Vấp đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin kính chào bác Mỹ Nhân cùng ban quản trị ạ. Dạ thưa bác, con có một số câu hỏi xin bác vui lòng trả lời giúp con. Thưa bác, ai cũng biết đạo Phật là đạo giác ngộ, ai cũng biết, vậy cớ sao chúng con không thấy chùa nào dạy ạ? Bây giờ cái thế giới vật lý này nè, con nên nhớ là thế giới này tất cả cái gì cũng phải tiền. Con mở cửa hàng cũng phải kiếm lời, con mở cái chùa con cũng phải kiếm lời, thì làm sao giải thoát? Giải thoát là bỏ hết rồi. Ai dạy gì dạy tu giải thoát? Duy nhất chỉ có chùa Tân Diệu ngu quá mới dạy giải thoát. Vì thế mà không dám nuôi người, hai người ở đây, mà chỉ nuôi có người thôi để giữ cái chùa thôi. Bởi vì bác phải làm tiền ở dưới, bác lao động bác có tiền để bác nuôi những người ở đây, trả tiền điện tiền nước này nè. Chứ ở đây con thấy con từ khi mà công bố quyền ký ra hoàng không có lấy ai tiền. Vì thế mà tất cả người ta tu theo đạo Phật ta kiếm tiền thì làm sao giải thoát được.
Nếu tu giải thoát nó buồn lắm, không ai tới, nó thiệt con đó. Chùa, bất cứ chùa nào mà tu giải thoát không ai tới hết. Rồi sao? Rồi người ta cắt cái chùa ra sao? Rồi tiền đâu người ta trả tiền điện, thấy không? Vì thế mà không chùa dạy giải thoát là vậy này. Đã không dạy giải thoát mà ai dạy giải thoát nó chửi. Nó phá đám đó, phải không? Vậy thôi, hỏi câu khác đi. Dạ thưa bác, con thấy là có nhiều thầy chửi bác là ngụy tạo sách thiền tông à, vậy bác giải thích như thế nào ạ? À? Đúng rồi, tôi ngụy tạo 100%. Sách người ta ta cúng mà bây giờ ông không cúng là ông ngụy tạo chứ còn gì nữa. Người ta tu người ta kiếm tiền, ông tu buổi giải thoát là ông ngụy tạo. Làm gì cái chuyện ở đời này làm gì có chuyện giải thoát được. Có nghĩa là tôi làm sai người ta là người ta chửi tôi ngụy tạo là đúng. Đúng 100%. Giờ làm sao? 18 ngàn ngôi chùa bây giờ nó ta tu cúng mà cột chỉ cái chùa này nó không cúng là ông ngụy tạo cái cột gì nữa. Rồi nó chửi là đúng rồi. Có nghĩa là chửi chùa Tân Diệu ngụy tạo là đúng 100%. Không có sai một chút nào hết. Còn vấn đề người trí thức á, chấp nhận hay là không là do mỗi người. Có người họ ăn theo, họ chịu, họ đồng ý ngụy tạo. Người họ không chịu, họ cự lại. Vì thế mà bác không khi nào bác cãi lại, nó chửi cỡ nào bác không trả lại, mà cái người ngoài cãi lại. Vừa rồi có mấy người giúp cãi lại cãi giùm bác á. Nghe không? Bác không cãi à. Chửi cái gì cũng không làm thinh. Mà trường họ bác nói lại là khi nào nó ép quá, nó ép cho chết ấy, thì bác phải dễ dùng lại à. Nghe không? Còn nó ép sơ sơ đó, thì bác không dễ dùng. Mà ép cho chết thì bác quật lại liền á. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có thầy chửi bác là học chưa đầy lắm ít về Phật học á, mà bác cũng bị đặt viết sách, viết không đúng chút nào về giáo lý đạo Phật hết. Bác có ý kiến gì không ạ? À? Đúng rồi, nói là mít còn còn lớn cho tôi, còn kia la lắm mày rồi, học chưa tới được lắm mày rồi. Tôi hoàn toàn không có học cái gì trong cái này mà tôi nắm được cái công thức tôi giảng cái này ra sao tôi nói cho nghe thôi, chứ tôi không có học hoàn toàn. Từ đó là tôi không có học đạo Phật, mà không ổng khen tôi lắm mít còn lớn lắm me cũng chưa tới nữa, phải không? Thì ổng chửi rất đúng. Bởi vì thế giới vật lý mà ai phổ biến cái này là bị chửi, ông Phật không bị chửi, chứ chỉ tôi. Ông tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ông khùng hả? Vua Lương Vũ Đế làm vậy ông chửi là ông này ông khùng, thấy không? Ngoài ra qua bên Trung Quốc ông nói riết là nó điếc, ông chết, ông thuốc ông chết luôn. Tôi nó thuốc mấy lần ở nhưng mà đều nó đưa tôi quá giải hết. Đưa ly cà phê cô tôi biết có chất độc hết, nếu tôi đổ tôi lấy ly khác tôi uống, thấy không? Phải dễ đâu, đừng có lo. Thế giới này nó vậy, nắm được cái này là phải thủ đủ cách để mà né là, chứ không phải dễ đâu. 60 năm trước mà nói một cái này xin lỗi, giết tôi tại chỗ liền. Thời này thời xã hội chủ nghĩa còn sống được, chứ thời mà Việt Nam Cộng Hòa tôi chết trốn luôn. Tôi nói rồi nó cắt cổ tôi luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, dạy đạo Phật là nhiệm vụ của các vị thầy, cớ sao bác ôm luôn việc này làm chi mà bị quá nhiều thầy chửi như vậy? Cảm xúc của bác như thế nào ạ? À? Cái này đó đúng là tôi cũng ngu. Hồi đó nè mẹ tôi nói là đây là tôi này. Tôi bà bắt tôi quỳ nè. Con mà con phổ biến này con phải hứa với Phật nha. Chứ mẹ cũng không sống tới cái ngày con công bố ra đâu. Lỡ hứa rồi bây giờ hứa trước mặt bà, hứa mặt ông Thích Ca rồi giờ nói giờ sao rồi? Ráng ôm chứ giờ sao? Giờ nếu mà tôi không nói thì ai nói? Giờ con suy nghĩ, chú không nói rồi trên trái đất này ai dám nói này ra? Con tin đi. Giờ thì bắt buộc phải ôm thôi chứ giờ nói giờ sao? Tại lại hứa rồi. Đây nè, mẹ con nói nè, con đọc 10 lần cái chữ này, tu thiền Phật, đọc 10 lần. Chịu không? Chứ để đọc một lần ba mẹ con không chịu nữa, 10 lần. Nhớ nha, đinh đóng cột mẹ đóng hết rồi con không nhổ ra được. Nó dạ sụt được, không sao. Nhưng mà nói mày lớn tuổi chứ mày nhỏ nó cũng đập mày chết luôn. Lỡ hứa thì phải ôm chứ không phải ham gì đâu. Chứ vô cái này nó chửi nát luôn mà, nó chửi khủng khiếp lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam
Cớ sao Đức Phật truyền cho quý cao tăng mà Đức Phật không truyền cho quý cao tăng mà lại truyền cho mẹ của bác ạ? Tôi nói đầu tiên đó, ông Thích Đức Hà đó, ổng cũng nhận được cái này mà ổng được cái câu này, ông bảo là tìm Long Nữ vào. Ông không tin, ông nói người nữ không có không tu được cái này đâu. Vì thế mà ông tìm một Long Nam, ông vào. Vào 3 tháng ông kia không biết mẹ vậy thôi bỏ. Thôi không biết đi, đi mới tìm Long Nữ, Long Nữ này không biết làm sao bả đọc cái bả hiểu liền à. Ha. Thì nó thôi được rồi, cũng phải cho một tuần lễ. Tuần lễ ông mới kiểm soát lại, kiểm soát được thì được rồi, đúng rồi. Cô cũng nhận được cái này, thành ra tôi giao cho cô. Ông kia tôi đưa 3 tháng hỏi lại không biết gì ra trời. Mà tăng đàng hoàng, chính ổng cũng tăng. Nhưng mà ổng sinh 1851, nếu tính thì tôi còn sống là 159 tuổi. Nếu bây giờ ổng còn sống là 159 tuổi. À, vì thế mà cái này thì ổng biết, nhưng mà trong cái tài liệu có ghi là cái này là bà Long Nữ này, này hồi xưa là công chúa Hùng Thúy Loan đó. Cũng lăn lộn mấy chục đời mới tới đây. Nó mới vào cái xã Tân Mỹ này. Nhưng mà hồi đó ông ngoại bà ngoại cũng có tiền cho mua sạp giải với Sài Gòn bán dưới. Thì cũng mua nhà, mua cửa cho dưới ở chứ không gì đâu. Rồi sau này thì mới trở về lại đây. Thấy nhận được cái nhiệm vụ này phải trở về thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, chúng con thấy quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam rất khoa học. Cớ sao Đức Phật không dạy kèm theo kinh phổ thông mà lại truyền bằng kinh vô tự ạ? À? Cái này á, nếu mà kinh mà phổ thông thì cái Thiền Tông này không phổ biến được. Con nên nhớ một điều á, cái này mà giao bất cứ ai họ biết họ bép xếp liền. Bép xếp là cái Thiền Tông nó bị bể liền. Vì thế mà phải bằng kinh vô tự đi mấy ngàn năm sau mới công bố ra. Bởi vì phải công bố bằng kinh vô tự. Còn nếu mà kinh hữu tự hoàn toàn không thể. Xin lỗi, ông tổ thứ nhất ngậm miệng được chứ ông tổ thứ hai không ngậm được. Ông cũng nói trời sao. Vì thế mà kinh vô tự nó mới xuyên ra 30 mấy đời tổ. Rồi nó truyền theo mấy chục ông đời, ông thiền sư nó mới tới đây. Thấy không? Chứ nếu mà hữu tự là nó bể liền. Nó nhờ vậy đợi tới thời Mạt Thượng Pháp mới công bố ra. Thì cách là 2561 năm mới tới đời Mạt Thượng Pháp. Mạt Thượng Pháp là từ 2500 năm cho đến 2560 năm. Mà mình công bố ra 2561 thì nó nằm trong cái khoảng này. Đó. Mà 2000 mà trung pháp thì cái Thiền Tông nó quay 180 độ luôn. Giờ tôi nói hở cho mau cho biết á. Khi mà đến đời mà Trung Pháp Thiền Tông nó quay 180 độ luôn, mà không biết quay tôi không nói rõ cái nào. Nó phải đổi hướng một cái mà nó làm lợi cho nhân loại lắm chứ không phải không đâu. Rồi con hỏi tiếp rồi. Dạ thưa bác, trong quyển 36 vị tổ sư Thiền Tông, trong câu chuyện về tổ thứ 31 là Ngài Đạo Tính, con thấy có một số chi tiết đặc biệt như sau, con mong bác giải đáp cho con ạ. Thưa bác, chi tiết 1 là khi chỉ mới 6 tuổi, tổ đã thắc mắc về việc tu theo đạo Phật để được gì. Tổ biết được Đức Phật là một vị thái tử bỏ nhà đi tu và mong muốn khi lớn lên cũng sẽ đi tu như Đức Phật. Dạ thưa bác, điều gì khiến một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại có sự khác thường như vậy ạ? Bây giờ con hỏi câu này thì con phải hiểu cái thần đồng là cái gì không? Ở trong cái thế giới hữu hình và cái thế giới vô hình, mình hữu hình ở đây mình đi học trường học, mình vô lớp mình học. Mà ngày xưa trước khi mà cái thời văn minh nó đến á, ngày xưa mấy người ta không có tiền á, ta đâu có vô trong trường nó học đâu, nó đứng ngoài cửa sổ nó học, là mấy người đó. Ở trong thế giới vô hình nó cũng có cái loại này nè. Cái loại nào mà thích học nhất, nó người ta giảng cái gì nó là nó nghe hết đấy. Khi nó vừa sanh ra đó thì nó trở thành đồng liền. Vì thế mà có cái câu chuyện mà bé Hàn Thác hạ Khổng Tử, không có để ý câu chuyện đâu, ủa 6 tuổi thôi. 6 tuổi mà quốc sư ông hỏi, ông quốc sư trả lời không được đâu.
thì ông này nó cũng nằm cái dạng này thôi. Nấu tiếp dòng thiền tông mà đâu phải nhỏ đâu, thì cũng là con người rất thông minh mới nấu được. Còn nếu mà không thông minh thì thôi xin lỗi, cái thiền tông không nấu được đây. Thì cái chuyện này nó đi vào trong cái vô hình á. Bây giờ tôi nói theo mình là đây, nói đây có bao nhiêu người nghe, chứ sự thật vô hình nó có nhiều, nhiều người họ nghe, thấy không? Nhiều người họ nghe được, họ chuyển trở thành làm người để họ tu cái này nè, chứ không phải ấy đâu. Mà mình nói cái này nó chuyên qua về cái mê tín, chứ sự thật cái cõi vô hình đó. Bây giờ khoa học nó chứng minh nào. Bây giờ con suy nghĩ ra cái xung quanh này bao nhiêu người, đâu phải không có mình nhiều đây không? Con có 1 triệu cái tivi, con mở ra 1 triệu cái đài, nó đều có bao nhiêu. Con tính cái số người đó bao nhiêu, phải không? Thành ra khoa học mở ra thì nó mới cái vấn đề thiền tông nó mới giải thích được. Còn nếu mà khoa học không mở ra thì thiền tông khó mà giải thích được lắm. Vì thế mà cũng đừng có thắc mắc chi mà cái cậu 6 tuổi ông hạng thác hòn hạ Khổng Tử được, thần đồng mang đến chi mấy tuổi, 8 tuổi, đâu có khác gì đâu. Thần đồng mà, là người ta đã học ở cõi vô hình đó. Vừa xong rồi ta chết thì tới đầu thai rồi, thì cái thời gian có mấy năm nó không quên nổi đâu. Còn con, thí dụ con học hồi 6 tuổi mà đến 80 tuổi con quên, chứ mới có mấy năm làm sao quên nổi, thấy không? Thành ra nó thuộc thần đồng là cái chỗ đó đó. Còn ông kia nấu tiếp dòng thiền tông, ông phải làm cái chuyện này để mà ông nối được cái dòng thiền tông này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ở chi tiết thứ hai là các tổ vẫn truyền nhau rằng gặp Phật giết Phật. Vậy tại sao tổ Đạo Tín khi té xong nhìn thấy Đức Phật, ông lại không áp dụng câu này? Và tại sao tổ lại có nhân duyên lớn đến như vậy, trong khi 36 các vị tổ khác chỉ có duy nhất ngài là được gặp Đức Phật Thích Ca ạ? Này là nói đó, 36 vị tổ mỗi ông ngộ một kiểu, chứ đâu phải ai cũng ngộ giống như ai đâu. Con suy nghĩ 36 bài kệ ngộ thiền của 36 vị tổ hoàn toàn không có trùng một cái ông nào hết rồi. Thì mỗi người ta có cái hoàn cảnh riêng, mình cũng không thắc mắc chi, mỗi người ta một cái hoàn cảnh riêng. Giờ con suy nghĩ đi, từ đây mà đi Vũng Tàu đi thì mỗi người ta nhận xét một kiểu khác, ta nhìn đường một kiểu, ta nói một kiểu, con nhìn thế nào ta nói thế nấy. Chứ trên thế giới này không có khi nào nó trùng. 7,5 tỷ người trái đất này không ai giống ai hết. Con tính đi, cha thợ vẽ nào giỏi cỡ nào cũng phải vẽ, cũng phải dính, cũng giống mà, thấy không? Mà tại làm sao thế giới này 7 tỷ người mà không ai giống ai? Mình thấy là mấy trăm người có gương mặt nào giống người nào không? Nó lạ chỗ đó là do cái nhân quả. Nhân quả nó tạo bằng nguyên tử một. Nhân quả nó tạo bằng nguyên tử một, chứ không phải là lớn đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ở chi tiết thứ ba, khi té xong tổ Đạo Tín nhận ra có 2 bể tánh. 1. Trong thanh tịnh chính ngay Niết Bàn. Và 2. Là trong vật lý rõ ràng trầm luân. Tại sao ngài lại thấy được đến 2 bể tánh, trong khi đa số các tổ khác chỉ nhận ra bể tánh thanh tịnh của chính mình? Và ngài đã nhìn thấy Đức Phật khi ở trong bể tánh nào ạ? Bây giờ đó, khi mà con mắt cái Phật nhãn con mở ra đó, thứ nhất cái bể tánh là cái tánh thấy của con nằm ở trong cái hạn hẹp của cái nguyên tử á, là gọi là tánh Phật của mình á. Còn mà nhìn về Phật giới á, là còn cái bể tánh mà trong Đạo Cao Đài nó là đại hải thanh tịnh á. Đó, Đạo Cao Đài nói câu như này mà nhiều người họ không hiểu, chứ nó nằm ở trong đó. Đạo Cao Đài ý muốn nói là cái đại hải thanh tịnh là cái bể tánh thanh tịnh đó, là chỗ đó đó, thấy không? Thành ra mỗi một người nó một cái. Bây giờ con cũng có mà gọi là vì thế mà trong cái đạo hồi nó có nói là tiểu ngã là con, thần ngã, đại ngã là bên Phật giới. Người ta hiểu nhưng mà ta không đặt cái danh từ không có đúng hơn nữa, ta không biết con đường đi về. Tất cả đạo nào nó cũng chung quy một cái này thôi chứ không khác. Tại sao Đạo Thiên Chúa nói là thần thánh quản lý? Thầy Phật cũng nói thần thánh quản lý, nhưng mà ai có biết rằng thần nhiệm vụ gì, thánh nhiệm vụ gì không? Đạo nào cũng có thần thánh hết, chúng ai đạo nào cả. Nhưng mà người ta không hiểu được, mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật là nó giải thích được thần thánh rõ ràng. Nhiệm vụ vì sao? Vì ông Phật là một vị toàn năng, toàn giác. Còn mấy ông kia là chỉ là
giác trong phạm vi của thánh thần thôi. Nó thua ở chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ở chi tiết thứ tư, khi thấy bể tánh thanh tịnh trong vật lý, tổ đạo tính hiểu được chữ dừng để chấm dứt sinh tử chuyển luân. Trong bể tánh đó, tổ đã thấy sự trầm luân của nó, là tổ đã thấy những gì ạ? Bây giờ đó, bây giờ con hiểu như vậy con mới hiểu cái câu này. Ví dụ con mù mắt đi, con đi ra đường ai nói gì con nghe con cũng tin cái gì. Nhưng mà khi con mở con mắt ra rồi, người ta mấy ông mù nói con tin không? Chính con đã biết. Vì thế mà ông đạo tính ông mở được cái Phật, cái gọi là cái kiến tri kiến Phật của ông á, thì ông mới thấy hết, ông nói được, nó được hết đó. Thì ông mới tiếp nhận được cái tổ này. Tất cả vị tổ phải mở cái này ra mới tiếp nhận tổ được đó. Vì thế mà ông diễn tả thì ông đạo tính đó, nó thì tới bên đây là bao nhiêu năm rồi? Trên 1000 năm rồi. Nhưng mà cái người dịch sao này là nó dịch sai rất nhiều, thấy không? Có nghĩa là nếu mà nói tính nôm na như mình nói thẳng là bây giờ ổng thấy bằng tánh Phật của ổng á, mà ổng nhìn được về Phật giới luôn. Vì có khác nào ông Xá Lợi Phất không? Xá Lợi Phất nhìn thấy cái thanh tịnh của ổng rồi ổng nhìn về Phật giới luôn. Ổng trình cho ông Thích Ca, Thích Tra mới xác nhận là đúng. Chứ nếu mà hồi đó mà trình cho mình chắc mình cũng không biết. Một vị Phật toàn năng giác ta mới xác nhận là đúng. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ đâu phải ai cũng có, gọi thành ra trong mình ở đây gọi là cái tánh Phật là một nguyên tử. Mà ở trong cái Phật giới nó hằng hà sa số cái nguyên tử, nó nằm ở trong cái bể tánh. Giống như ở đây là một giọt nước trong biển, là tính ra từ giọt nước là bao nhiêu? Còn tính nổi không? Đó. Mình ở đây tính một nguyên tử mà trong cái kia nó có bao nhiêu nguyên tử? Giống như đây mình một giọt nước mà bên cái biển con tính bao nhiêu cái giọt nước? Con tính không thể tính nổi đâu. Thành ra bất cứ người nào tu theo thiền tâm mà phải hiểu cái này ngộ thiền, bởi vì tánh là trực nhận chân tâm ngộ tức thì là cái chỗ này. Anh nhận được cái tánh Phật của anh rồi đó, thì anh ngộ hết, anh biết hết luôn. Nhưng mà có cái nó hạn hẹp là tại vì bây giờ mình phải mang thân tứ đại và mang cái tánh người. Rồi tánh người nó xen vô cái nó làm cho mất. Nó không phát triển được cái tự nhiên được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con trai của Đức Phật là Ngài La Hầu La đắc quả A-La-Hán lúc 20 tuổi. Có hai thuyết cho rằng, thuyết 1, ông mất năm 29 tuổi, tức trước khi Đức Phật dạy về Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thuyết 2, ông mất năm 50 tuổi, tức sau khi Đức Phật dạy Như Lai Thanh Tịnh Thiền nhưng mà ông chưa ngộ thiền. Trong một lần giải đáp, con có nghe bác nói rằng là Đức Phật còn không độ được cho con trai của mình, mà Ngài La Hầu La còn phải theo dòng thiền tông và trở thành 136 vị tổ. Dạ thưa bác, con có hai thắc mắc trong vấn đề này. Thứ nhất, nếu La Hầu La chưa ngộ thiền thì làm sao được làm tổ trong dòng tổ 36 vị? Bây giờ đó, tất cả ông Phật muốn độ con ổng thì phải làm sao cho ông kiến tánh, nhưng mà làm sao kiến tánh được? Mà muốn kiến tánh nó đi theo cái dòng thiền tông, nó tạo được cái công đức á, thì nó mới kiến tánh. Giống như con mới ra đời á, thì trong túi con không có đồng nào á. Con ra ngoài con làm được 5-3 lượng vàng á, thì con mới nói tới cái chuyện đi mua đồ, sắm đồ. Tại đó ông Phật không độ được, mà chỉ dạy cho biết cách để đi theo cái dòng thiền tông, ông mới tạo được công đức. Công đức mới giải quyết được mà cái mọi là kiến tánh. Anh có công đức thì anh mới kiến tánh được, còn không công đức đừng có mong kiến tánh. Kiến tánh là gì? Công đức là cái gọi là cái tia sáng để nó phá cái âm lực của cái tánh người, để cho cái tánh Phật nó thấy, nghe không? Nó là vậy. Thì bởi vì nếu mà ông Phật mà ông giúp cho ông La Hầu La được thì hỏi vậy chứ rồi sai cái nhân quả. Ông vẫn nói không đổ được, ta không đổ được mày, nhưng mà tự mày làm có, mày tạo công đức rồi tự mày sáng. Chứ con suy nghĩ không phải thế gian này, cha mẹ con giàu cũng cho con tiền. Cái này nó không phải vậy, cái công đức không cho. Công đức là tự mình làm mới ra, tự mình tạo mới ra. Phước đức mới được, phước đức là cho, ví dụ phước đức là cho vàng, cho tiền, vậy đó là gọi là phước đức. Còn cái công đức không được, cái là cái chuyện mình mà tạo ra cái này, bởi vì nó khó.
nó khó là không thể một người nào mà vô thế giới này mà tạo công đức được đâu. Vô mà nó dính về vật lý thì thôi hoàn toàn không cách nào tạo công đức được hết, mà tạo phước thôi, phước đức, phước âm, phước dương thôi, chứ hoàn toàn công đức không tạo, bởi vì của ai nó lo. Nếu mà được thì thôi, ông Phật ông thiếu gì công đức không cho ông này biết, cho con biết, ông cho được, tự nó dạy nó rồi tự nó tạo ra được công đức, đi theo dòng thiền tông. Thiền tông không phải một đời mà nó ấy đâu, nó đi theo mấy đời rồi nó tạo được theo đó, nó công đức rồi nó tiếp nối dòng thiền tông. Không phải là nó, không phải là La Hầu La, không phải là ông tổ thứ ba, thứ tư gì đâu, không phải đâu, dài dòng lắm. Nó phải đi qua nhiều tổ rồi bắt đầu nó kinh nghiệm nó mới hiểu được. Giống như hiện nay con nghe cái thiền tông này không phải con tạo công đức được, nó nhiều lần rồi con mới thấy được. Có nhiều khi con mở đầu tiên con vô con giúp người ta, con nó chửi là con không biết, thì con kinh nghiệm từ đó rồi mới đi tạo được cái công đức hoàn hảo. Công đức hoàn hảo thì mới phá được cái vô minh của cái tánh người được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi cuối cùng của con là: nếu La Hầu La là 136 vị tổ thì hậu thân của ông là vị tổ nào ạ? Bây giờ cái này con hỏi nè, bác trả lời con, giờ trúng trật con sao con biết. Ha, cái này không thể trả lời được. Mà bây giờ đã đạo Phật khoa học thiền tông thì nói bằng khoa học, nói bằng thực tế. Bác trả lời con là bác trả lời không đúng, không khoa học, không trả lời được cái câu này. Thấy không? Sorry nha. Dạ con xin chân thành cảm ơn bác ạ. Thưa bác, trong kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ có dạy: ai mà tập sống với cái tri tánh Phật của mình, ai biết công đức, ai biết công thức, biết tạo ra công đức thì không muốn về Phật giới, thì cũng đẩy qua hải triều dương. Vậy trên diễn đàn sư phụ dạy phải nhớ pháp trần, xin sư phụ dạy rõ. Giờ nguyên tắc á, khi mà con tạo được công đức, con không muốn về thì con cũng phải về, dưới điều kiện là con để cho sáng. Con muốn ở lại thì một là con đi lại, con lại ông thần, vừa cưu cái đầu lại cái là ông bầu đen thùi. Con không phải gì, con làm sao á, làm sao mà con nhiễm cái thế giới vật lý này thì công đức con mới bị bầu đen được. Còn nếu không bầu đen thì bắt buộc phải đi ra, không có sao, không có thoát ra được cái này hết trời đó. Còn cái pháp trần này á, là dùng cho cái con người mà mình muốn về Phật giới, đi theo đường giống như bây giờ vậy nè. Con đi vô thành phố á, con thuộc đường á, thì con cứ con đi, không ai cản con được. Còn mà con đi ghé chỗ này ghé chỗ kia, con hỏi đường thì nó chỉ đi, nó chỉ đường cho con đi vậy. Thấy không? Cái pháp trần nó hiện ra là người ta biết là con đã biết đường rồi, không có khí gạt được. Chí gạt là chí gạt những người nào mà không biết đường, nó là vậy. Còn bởi vì nếu mà có công đức mà con có rồi mà con không bôi, bắt buộc phải ra. Còn nếu mà con muốn bôi thì phải là chấp ngã thì nó bôi liền. Ông thần chấp ngã thì con phải ở đây được. Thế giới vật lý này không thể dùng cái ánh sáng của điện từ quang mà đi hoài trong này, không được, vô không được, vô là phải bôi. Nó ý nó là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu thứ hai, thưa bác, ở thế giới vật lý này, tăng là những nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bản ngã độ phần chúng sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền chạy khắp thế gian. Vậy cho con hỏi, tăng vào thời nào ạ? Tăng hay tâm? Tăng. Đây là nói cái câu chuyện một cái ông tăng đúng nghĩa của nó. Tăng là nhà sư thanh tịnh. Con giờ con tìm có ông nào thanh tịnh không? Hoàn toàn không là tánh tăng, là phàm tăng không. Thánh tăng thì phải công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn. Có nghĩa là một vị thánh tăng là người ta làm á, bây giờ dùng cái chữ thánh tăng thì nó cũng không đúng lắm. Nhưng mà tại vì cái thời gian ta dịch nhiều, cái ngày xưa đó, cái thánh tăng này đổi là cái hiền tăng mới đúng.
chứ còn thánh tăng, bị thánh tăng nó nằm, nó lạc vào trong cái thánh rồi, nó không phải là một thánh tăng. Nhưng mà tại cái dòng dịch người ta nó sai nhiều quá, giờ lâu quá thì cũng phải để vậy thôi, chứ giờ nói sao giờ, thấy không? Thành ra cái bài kệ này là người ta nói là ta ca ngợi một vị thánh tăng rất đúng về cái thiền tông. Mà con tìm hết trong trái đất này có ông thánh tăng nào theo cái lời cái bài này nói đâu, thấy không? Thể, tâm thể không không chẳng dính bụi trần, nghĩa là có nghĩa là một cái khái niệm, cái ý niệm nhỏ con cũng không phát ra thì làm sao ai phát ra nổi này. Mà cái này nó nằm ở trong cái 500 cái kêu bằng cái luật của A-la-hán. Cái luật A-la-hán phải nộp thọ giới 500 giới như cái này này. Không không được quyền suy nghĩ một cái chuyện bậy này. Mà ai dám, mà giờ đây mấy ông thầy chữa lộn tùm lum đó. Để làm sao có cái chuyện này, làm sao tìm được trong thế giới này, tìm làm sao được ông thánh tăng này, thấy không? Nó khó. Bây giờ nói là nói vậy chứ làm sao, bây giờ cái bài kinh là nói vậy thôi, chứ sự thật đi tìm một thánh tăng không có thể có nữa đâu. Mà bây giờ đó, cái đó là nói về cho, bây giờ con suy nghĩ có ai mà đi mấy ông thầy mà đi giúp người này kia, ông không thấy là không lấy tiền không? Đi dính vô tiền bạc là bị dính rồi. Thành ra không phải là thánh tăng mà gọi là phàm tăng thôi. Tất cả hiện giờ gọi là phàm tăng, chứ không còn bây giờ nó còn có nhiều cái danh từ còn nặng hơn, tôi không nói, chứ xếp vô chỗ phàm tăng thôi, thấy không? Chứ đi tìm thánh tăng thế giới này không có thánh tăng. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thời này thì tăng chùa to Phật lớn, đệ tử đông, làm sao cắt ái được, làm sao dứt trừ bản ngã được, thưa bác? Thì bởi vậy mà ông Phật ông nói 1 triệu người, thì khi mà đời văn minh 1 triệu người nghe cái này chỉ có 1 người họ hiểu thôi. Nó dài lắm chứ không phải nhỏ đâu, thành là khó lắm. Vì thế mà trước khi cái đầu ông nói là khi nào công bố quyền ký mà nặng quá con rút lui liền nha. Nhưng mà bác cũng tìm cách là bác nương theo, mà tới bữa nay được 3 năm mà cũng sóng gió dữ lắm mà. Cái thuyền bác chưa có chìm, chứ nếu mà nó vô nước giặc bác cũng chạy trốn chứ để nó chìm à. Tới giờ này nó thì tại làm sao có nhiều anh em ở trong chùa Thiền Tông chạy trốn chạy ra hết, nó thì còn ở trong này chạy ra nhiều lắm, bỏ tưởng là cái chùa sắp cháy sắp sập rồi đó, bỏ rất nhiều, thấy không? Thì thôi bây giờ mình kêu bằng lo lúc nào được lúc nấy thôi. Chứ cái này ông Phật cũng nói khó, cực kỳ là khó. Chính ổng, chính đời Phật mà không dám nói được như thế. Cái chùa Tân Diệu hiện giờ nó đã đi qua hơn gần 2/3 đường rồi đó. Còn 1/3 nữa là nó hoàn thành. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Một Phật tử ở thành phố Sa Đéc hỏi, câu 1, thưa bác, tánh thấy, ý thấy, căn thấy là sao ạ? Nên nó nhiều lời quá thì nó dịch vậy thôi, chứ còn cái thấy đầu, cái thấy là cái gì, là do tánh Phật thấy. Nhưng mà tánh Phật mượn thân người, mượn tánh người thì phải tánh người thấy. Nó qua nó bị lọc rồi, nó qua lọc. Đó, giờ bây giờ tất cả những cái sự thấy. Còn nếu mà con bị luân hồi vô thành tiên thì tánh tiên thấy, vô thần tánh thần thấy, vô tánh súc sanh thấy. Nó chụp ở bên ngoài do cái lực nhân quả. Bên ngoài nó chụp cái gì thì thấy phải chụp bằng cái đó. Giống như mài nó chụp 12 màu, màu đỏ thì còn thấy đỏ, màu xanh thấy xanh vậy thôi. Chứ còn cái mà cái chân thật của nó là cái gì? Nó là tánh Phật thấy thanh tịnh. Nhưng mà tại nó qua cái thế giới vật lý này, nó quay cuồng, thành ra phải đi theo cái quy luật vật lý của nó. Thành ra nó xáo trộn, thành đặt cái tánh thấy thanh tịnh không, hoàn toàn không ai thấy được. Chỉ trừ trường nào có công đức vô lượng thì thấy được. Mà thấy được trong vòng mấy giây thôi, chứ không phải thấy liên tục nữa đâu. Muốn thấy liên tục phải về bên Phật giới á. Chứ bên này thế giới vật lý của người ta không thể thấy liên tục được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, căn thấy là cái gì ạ?
Bây giờ cái phần này nói đúng ra người ta giải thích nó nhiều. Bây giờ cái tánh phận nó vô chân con người nó ở đâu? Nó nằm ở trung tâm não bộ. Rồi từ đó nó mới chi phối, nó là một nguyên tử sáng. Thành ra nó chi phối toàn bộ cơ thể người ta. Đó. Rồi ai nói tâm thấy cũng đúng, mà ai nói tánh thấy cũng đúng. Tâm thấy là sao? Tâm thấy cái tâm mà nó hoạt động thì cái tánh thấy nó mới thấy được. Còn nếu mà nó, cái tâm mà nó không hoạt động, cái tim mà không hoạt động á, giống như bây giờ, thí dụ cái bóng đèn trắng nó sáng ra đi, trắng, vàng, đỏ, xanh nó sáng, nhưng mà do cái máy phát điện nó quay nó mới ra điện. Còn cái tim nó, cái tim mà nó động á, nó mới phát ra cái lực sống, thành ra cái con mắt mới thấy. Thấy mà nó xuyên qua là cái gốc của nó thấy là gì? Là tánh Phật thấy, nó xuyên qua tánh người thấy. Mà tánh người này, trong này nó có lớp nghiệp. Nếu mà nó xuyên qua tánh người mà lớp nghiệp dày thì nó thấy khác. Lớp người mà xuyên qua lớp nghiệp mỏng nó thấy khác. Nó vậy đó. Thành ra ai muốn nói tâm thấy, tánh thấy cũng đúng hết vậy. Nếu mà nó tánh thấy thì nói về cái gốc. Còn tâm thấy là nói về cái cơ chế hoạt động. Nếu tim thấy là gọi là cơ chế hoạt động. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con vô đây 2 năm rồi mà chưa được một câu kệ, có phải phần âm quá nhiều không ạ? À? Nói đúng ra đó, mình muốn câu kệ dễ lắm chứ không phải khó đâu. Bây giờ nghe người ta ngâm đi, rồi mình mới bắt đầu á. Câu kệ này là giống như những cái người mà người ta đi học mà người ta làm bài văn đó. Mình muốn tả cảnh cái gì thì bắt đầu mình đưa cái cảnh nó ra, thì mới nương theo cảnh mình mới tả được. Thì còn mình muốn mà đọc câu kệ thì mình coi cái câu kệ mà đưa cái cảnh kệ đó cái gì thì bắt đầu nó chạy. Nên nhớ rằng phải đưa cảnh kệ ra thì nó theo cái cảnh kệ này mới phát được câu kệ. Tại vì mình không có hiểu cái gốc. Muốn làm kệ làm gì phải làm cái hiểu cái gốc của nó. Giống như nếu mình làm một diễn tả bài văn, tả con mèo thì phải hình dung con mèo, tả cái cây phải hình dung cái cây, tả biển thì cũng phải hình dung cái biển. Cái vậy còn câu kệ này phát mình hình dung cái gì, phải hình dung ra thì kệ nó mới xuất được. Vì thế mà bắt chước với bà cái bà Đoàn Thị Điểm này, bước tới đèo ngang bóng xế tà. Bà đi tới đó bà nhìn thấy, bà cảm thấy, bà nói cỏ cây sen đá lá chim hoa. Thì bà tới đó mà nhìn thấy cái đèo ngang rồi bà mới diễn tả. Nghe không? Chứ bắt được cái mà bây giờ mình có cái kệ thì phải là xuất phát cái gì, cái ý của mình là cái gì thì nó mới xuất phát được. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy con có thể tập yoga để hỗ trợ thêm có được không ạ? Được chứ, cái này nó sức khỏe là tốt thôi, đâu có sao. Sức khỏe tốt thì đương nhiên cái tinh thần nó sảng khoái hơn. Trang khoái hơn, nhưng mà nên nhớ là tập bất cứ cái gì tu thiền tông bỏ kiên chấp và bỏ tham. Thế thiền tông mà vô bị kiến chấp thì tập cái vô coi chừng, vô cái yoga coi chừng cái kiến chấp. À tu giỏi này giỏi kia là chết, không được. Thấy không? Làm cái gì cũng được, dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công. Còn nếu mà không có hai cái này thì tu vô ích, đừng tu. Lục tổ này tu hành vô ích. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Nguyễn Thị Thanh ở Vĩnh Phúc có hỏi như sau: đường về Phật giới công thức và công đức và phước đức bằng nhau. Quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện, quý vị cứ thử 3 lần. Quý vị có ý niệm dừng lại thì hoa tiêu dừng lại, đây chính là hoa tiêu của vị Phật. Vậy chúng con có cần phải thử 2 lần kế tiếp nữa hay không ạ? Bây giờ đó, hôm nay là cái đường về Phật giới, người ta đã chuẩn cho nói rõ, thật rõ đó. Có nghĩa là anh thử làm sao mà anh biết rằng đi ra qua khỏi dòng thánh 5 cây số đó. Có nhiều khi nhanh quá đó, qua tới cái 5 cây số mới có một lần là thoát ra 5 cây số thì khỏi thử. Mà nên nhớ rằng khó mà thoát ra 3 lần, bắt buộc cái công thức của nó 3 lần mới đi ra khỏi 5 cây số được. Nó là cái thế giới vật lý nó là vậy. Mà hiện bây giờ thì cái bạn đường về Phật giới người ta đã chuẩn lại rồi đó, chuẩn là sâu cùng, không còn chuẩn nữa.
Thì sao? Vì cái quyển giáo lý đã được đăng ký rồi. Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam đã đăng ký bản quyền rồi, không sợ ai ăn cắp nữa. Thì bây giờ tôi nói trắng ra hết đó. Tôi không giấu ai nữa đấy. Giờ muốn nói gì cũng được hết. Rồi cô hỏi tiếp đi. Nếu lỡ không may chung ấm thân, đi nhầm đi mãi mà vẫn thấy núi non sông hồ cây cối, lúc này biết nhầm thì có cách nào để thoát ra được hay không? Không được. Nếu đã vậy là đã đi vô dòng thánh rồi. Nếu mà đã đi thời gian dài mà ông ấy thì vô dòng thánh rồi. Rồi sẽ đi một vòng trên đất thì tới gặp ông thánh rồi. Đi một quay một vòng trở lại là vô ông thánh, chứ không chạy đường trào là bắt đầu là bị dẫn rồi. Nghe không? Thành ra bây giờ học phải nghiên cứu cho kỹ cái đường về Phật giới này nè. Bây giờ người ta đã nói rõ ràng trắng bóc rồi nè, không còn giấu giếm bất cứ một cái gì. Còn nếu mà mình lơ lơ là mình coi chừng. Thứ nhất, về Phật giới thì phải dứt khoát, chứ đừng có nói mơ mơ màng màng. Ông thần chụp liền ha. Rồi, có hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Văn Vinh ở Hà Nội có hỏi như sau. Con hỏi ý của ông là ông đã đồng ý là góp tiền để làm công đức. Vậy con lấy tiền hưu hoặc là tiền người ta biếu cho ông để mua sách và máy Thiền Tông tặng để tạo công đức thì ông có nhận được hay không ạ? Tất cả gì đưa cho Thiền Tông không có nhận đâu. Bây giờ muốn thì lấy máy đem về tặng làm gì làm. Thấy không? Bởi vì dù muốn không, mình muốn tạo công đức thì tự mình lo. Mình mua máy, mình có tiền mua, không có mua, mình xin sách, xin máy cũng được ở đây, người ta cho thiếu gì đó. Còn muốn góp thì đi vào trong cái cơ bằng những cái nhóm mà anh em người ta làm á, người ta phải nhận cái này nè. Chứ đừng có đưa tặng, đừng có đưa vô cớ, thấy không? Thì cái nhóm, dần thuộc cái nhóm này, nhóm kia đó, thì theo được. Mình nên nhớ là tạo công đức đó, mình tạo một cách trong sáng mà bây giờ nói thiệt á, mình cứ mua sách gì mình cho anh em, người ta mượn, người ta đọc, đi, người ta hiểu được cái này là mình có công đức chắc chắn 100%. Còn mà hùng hạp rồi này kia nọ rồi khúc rồi cãi lộn nhau thôi cũng bắt công lắm. Có công đức nó bồi hết cũng nhiều bắt công. Rồi khúc đời này mình không đi nữa, đi vòng vòng. Tự mình chủ động giúp người ta, tự mình chủ động. Mình biết ngày nhớ là tuyệt đối đừng tham và kiến chấp. Giúp bất cứ gì đừng tham. Đừng có tham là tham vọng là nhiều này kia nọ, kiến chấp ta này kia nọ là nó dẹp là không. Hai cái này mà nó nhập vô rồi là không cái cách nào thoát trở về Phật giới được hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái câu này là ông của con á, lớn tuổi đi lại bất tiện. Ví dụ con á, muốn giúp cho tạo công đức cho ông mà lấy tiền hưu và tiền người ta biếu cho ông để con mua sách và máy Thiền Tông tặng á, thì ông có nhận được cái công đức này hay không ạ? Được, cái đó này được. Nghe không? Chứ giúp bởi vì ông lớn ông được thì nhờ ta giúp, mà hơn nữa ổng á, tôi nói là mua thì để bạn bè ổng già thiếu gì thì lại để cho người ta đọc được rồi bắt đầu mình mới tâm tình mình nói chuyện giao mình hướng dẫn đi, cái đó nó thiết thực hơn. Mà nếu mà đưa rồi không biết rồi đưa vô tầm bậy tầm bạ rồi cũng rồi giống như lấy muối bỏ biển nó chả ăn thua gì. Mình tự mình phải giúp cho mình thì nó hay nhất. Dầu già cỡ nào cũng phải có bạn bè chứ không lẽ không có. Hoặc là thứ nhất là mấy người lớn tuổi rồi mua mấy bộ sách đây nè, tôi cho mượn. Một người vô mà dính vô là có công đức liền. Còn mà đem đi rải coi chừng vô ích. Rồi, con hỏi tiếp đi. Hoa tiêu của một vị Phật di chuyển như thế nào? Là dạng quay vòng tròn hay là đường thẳng, hoặc là chuyển theo dạng đưa ra và thu lại gần? Bây giờ ai có coi cái phim Tề Thiên á, cái hoa tiêu giống như kiểu của Tề Thiên, nó có cái đốm nó dẫn mình đi vậy đó. Chứ giờ mình diễn tả sao giờ? Ông Phật có nhiều cái ông Thánh, ông quay cái hoa tiêu to rồi hoa tiêu nhỏ làm sao biết được, thấy không? Giờ cứ hình dung là có một cái đốm sáng nó quay, nhớ mà nó phải quay à. Còn nếu mà nó không quay là không đúng, thì phải đi theo cái hoa tiêu đó. Nhưng mà người ta đã nói rồi, nếu mà từ ở trên đi ngoài đi vô thì đúng, mà thấy đằng trước mặt mình tới không có đúng.
Hoặc ở đằng sau lưng đi tới là không đúng. Là vì từ cái sức hút dưới đất là nó hút thẳng, chứ không khi nó không hút xéo trái đất. Nên nhớ là hút thẳng, không hút xéo được. Đó, mình phải tính thì cái hoa tiêu cũng từ điểm cao rơi xuống là đúng. Còn ở trước mặt, bởi vì nãy tôi có nói là cái tay của ông Thánh, hai tay ông quay một cái là nó phát ra cái hoa tiêu liền. Thì đâu, trước mặt nó gì nó quay ra chứ đi. Còn mà, bây giờ mà khi mà mình biết được cái hoa tiêu thật rồi đó, đúng 10 cây số, đi ra đúng 10 cây số thì hoa tiêu một vị Phật mới xuất hiện. Mà 10 cây số rồi á thì cái ngọn cây ngọn cỏ nó xa lắm, nó không, có nhiều cái nhỏ không thấy đâu, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Ở vòng hoàng đạo một của tam giới thì cấu tạo bằng tứ đại, tức có sắc tướng, có thể xúc chạm hoặc là cảm nhận được. Vậy ở các loài ở cõi trời thuộc vòng hoàng đạo 2, 3, 4 cấu tạo bằng điện từ âm dương, tức là các màu sắc được cấu tạo từ điện từ. Tại sao trên đó lại có nước, trái cây, hoa lá? Bây giờ cái mình ở đây tứ đại là đất nước gió lửa, bên kia nó cũng tứ đại bằng điện, mà nó cũng cũng đất nước gió lửa, đất cũng bằng điện, mà nước cũng bằng điện, gió cũng bằng điện, cái gì cũng vậy. Thì nó cấu tạo riêng cái thế giới của nó. Thế giới này gọi là thế giới tứ đại, còn bên kia thì thế giới kêu bằng điện từ, 5 màu, 12 màu, 0 màu. Tại cái thế giới nó cấu trúc nó vậy. Mình nên nhớ rằng cái mình tưởng là trái đất là nó mạnh, chứ sự thật trái đất nó yếu xìu. Nên nhớ nè, mình thấy á, trái đất nó quay như thế nào mình không biết nha, nhưng mà bao nhiêu cái gì nó cũng hút vô trong này được. Nên nhớ nó hút điện á, mà cái điện á, mà không biết ông trời, ông trời tứ thiên vương ông quay cái kiểu nào mà không có gì văng ra được hết. Mình thấy không, trên thế giới này mình tạo ra một cái nhỏ cũng không phải dễ đâu. Mà cả một cái hệ thống nguyên, một cái tam giới nó quay cái kiểu này mà hoàn toàn bằng điện hết. Ngày xưa nói bằng điện không ai tin, mà bây giờ chính điện nó là khống chế toàn bộ. Bây giờ trái đất này mình lấy cục đất mình quăng đi 5 thước, 10 thước thôi, chứ mà điện mà quăng một cái đây nó qua tới Mỹ trong vòng mấy giây nó tới. Nó quăng bằng điện. Vì mình phải kinh nghiệm là cái hình ảnh của truyền hình đó. Như bây giờ ở đây nè, tôi để ý nè, ví dụ đây phát truyền hình đi mà trở lại có cái điện thoại thâu lại, tôi phải đếm từ 25 tới 26 tiếng, cái tiếng 1, 2, 3, 4 đi qua từ rồi qua Mỹ mới trở lại. Đó có nghĩa là đi chu kỳ của một trái đất 40 ngàn 75 cây số, bây giờ nó đi có mấy giây thôi, vừa đi vừa về. Nó cái sức đó đi bằng điện nó là vậy, mang hình ảnh đi đó. Còn cái trái đất mình thấy nó mạnh, chứ sự thật quăng đi có chút xíu rồi. Thấy không? Thấy càng vô hình thì càng dữ dội hơn. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Văn, thơ, kệ được lưu xuất từ tánh Phật là nhái lại của người xưa. Tánh Phật được gọi là vô sư trí. Nếu nhái lại thì đó có phải là tánh Phật đi học hỏi giống tánh người hay không? Bây giờ ông Phật ông đọc thơ mình ăn cắp ông cũng được, vẫn có công đức. Nhưng mà nên nhớ rằng đừng ăn cắp nguyên si. Ông Phật được quyền cho những người mà lấy cái bài kệ mà của ông Phật tự đọc thuộc được, vẫn được người ta chấp nhận cho truyền thiền. Nhưng mà trong đó đừng có nói gì tới như là hiển linh, nó không được. Tất cả bài kệ mà nói về hiển linh thì không được chấp nhận, vì nó thuộc về thánh, không có được truyền thiền. Thấy không? Bây giờ mình làm thơ làm kệ ít được thì mình bắt trước mình làm, rồi bắt đầu nó sẽ chạy ra, rồi sau mình cắt bỏ bớt đi. Mình nhờ mình nương bằng kia bằng nương bè qua sông. Thấy không? Mình không tự bơi được thì mình nương bè qua sông. Qua sông rồi tự mình đi, rồi mình cũng phải lo. À, chứ đừng có ngại mấy người mà làm mà kêu bằng cơ thơ kệ nó không ra. Mình phải nương câu kệ của người khác, nương câu kệ người khác làm thơ kệ rồi bắt đầu nó đi theo của mình. Nhưng mà phải nhớ cái mục đích của mình là cái gì thì nó sẽ theo liền. Người ta không có bắt buộc mình làm những cái thơ kệ mà lưu lót, ta chỉ cần cho hiểu cái ý người ta thôi, cái ý của cái thiền tông này là người ta chấp nhận.
Thấy không? Còn mình mà một thi sĩ giỏi thì nó mới hay. Còn thi sĩ dở thì cũng có phát được kệ như thơ, nhưng mà điều đó nó không có văn, không có hay, nhưng mà cái ý nó không không sai là người ta chấp nhận. Rồi câu hỏi tiếp đi. Hoa tiêu giả là do ba vị thánh có cấp bậc khác nhau thử mình, vậy các vị thánh đó là ai? Bây giờ hỏi còn chứ bây giờ dân thường ai? Tôi là dân thường ở là ai? Dân thường thì hạng hạ sa số, dân thường thánh nó cũng như số thánh, thì biết sao? Thập loại thánh có một cái loại một này, nó hàng tỷ tỷ cái loại thánh đó, chứ không phải ít đâu. Trên trái đất này, thế giới là trái đất mình, dân tộc Việt Nam mình 96 triệu, chứ thiệt thật cái coi loại âm nó gấp 1 triệu lần, triệu lần cái hình của mình bây giờ. Thấy không? Thành ra mình không có hiểu, không có nói là người đó là ai được, mà nói là thánh là thánh, cũng như nói con người thôi. Rồi mình mới nói tới người ABC chứ. Bây giờ hỏi rồi thánh, thánh đó là ai, biết được đâu trả lời. Hỏi con người nói chung, thánh mình cũng nói chung thôi. Chứ mình làm sao biết thánh nó tên gì? Thấy không? Anh đã vô đầu thánh rồi, giống như vô sự nghiệp làm, anh là công nhân thôi. Biết công nhân là ai? Hằng hà sa số chứ làm sao biết được. Câu hỏi này nó hơi quá. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu theo thiền tông mà pháp trần thường thường ứng hiện thì chắc chắn người này có đủ công đức về Phật giới. Vậy người này rõ đường về trung tâm vận hành luân hồi không ạ? À? Bắt buộc phải có ông thần dẫn, ông Phật dẫn, không ai. Có nghĩa là biết đường thoát cái pháp trần này là thoát ra khoảng 5 cây số thôi. Còn ra ngoài đi theo hoa tiêu ra để ông Phật ông dạy gì ra ngoài đó. Bắt buộc phải dẫn đi chứ làm sao mà biết. Trên đất nó to vậy mà cái trung tâm vận hành nó có bằng ngón tay, làm sao biết nằm chỗ nào. Mà Phật nhãn mới nhìn thấy, còn trong lúc trung ấm thân nó vẫn còn mang cái tánh người thì làm sao thấy được. Khi nào mình vào trong trung tâm vận hành luân hồi rồi đó, trung ấm thân nó nhả ra thì tánh Phật mới mở ra, bắt đầu mình mới nhìn thấy lại được. Mình mới thấy giống như là dù có giỏi cỡ nào mình cũng mù cỡ nào thì làm sao mình thấy. Thì trừ trường hợp mình mở con mắt thì Phật nhãn mở ra thì mới con người toàn năng được. Nên là Phật nhãn mở ra con người mới thành con người toàn năng. Còn ở đây hiểu rồi còn toàn giác thôi, chứ còn toàn năng chưa. Phải Phật nhãn ra mới đúng là con người toàn năng. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Đỗ Văn Khiêm hỏi: Kính bạch sư phụ, thưa sư phụ, sau này sư phụ không còn hiện hữu ở thế gian này mà con nghiên cứu thật kỹ, mà có ai có duyên với thiền tông, con giúp cho họ được không? Và con chưa được truyền thiền thì có vi phạm không ạ? Không thua vậy. Bây giờ nè, trước khi tôi đi là tôi đã đưa ra giáo lý, tìm một quyển giáo lý để dành, nói cái gì nằm trong giáo lý, đừng có nói ngoài. Thấy không? Rồi vị Phật muốn dạy đạo thì phải để quyển giáo lý lại. Hậu nhân muốn dạy cái này phải để giáo lý lại. Vì thế mà giờ này giáo lý công bố ra để chi? Để cho người ta làm cái kim chỉ nam tu theo cái thiền tông này. Nếu mà tu thiền tông mà không có quyển giáo lý thì cái người đó phải có người hướng dẫn. Mà khi mà hướng dẫn xong rồi người ta không lẽ sống hoài. Trước khi người ta đi, ta phải để quyển giáo lý lại cho biết. Ông Phật trước khi ông về Phật giới, ông cũng phải để quyển giáo lý này. Nhưng mà đầu tiên ông để tiểu thừa, trung thừa thôi. Còn cái quyển giáo lý khoa học này, ông để ông kéo về tới khi nào con người văn minh người mới đưa ra. Chứ không phải là muốn đưa ra là đưa. Bây giờ thì khi mà chùa Thiên Tân giàu không nói nữa, thì tới đó thì cơ quyển giáo lý nên photo ra, hoặc mình làm sao cho nhiều quá, mình giúp ra. 100 mấy trang chứ, nếu mà khổ A4 là 176 trang, còn A5 thì nó là 290 trang. Bây giờ tất cả gì căn cứ vào giáo lý địa tù, đừng đi ra ngoài cái lệch này. Vì trong này người ta chỉ từ lốp lan rồi, ta chỉ từ cách từ lốp từ lan, không cái này sao sót được.
Chỉ trừ trường hợp mà mình có giáo lý mà mình không nghe coi giáo lý mà mình coi còn cái giáo lý lượng, cái lượng của mình, giáo lượng của mình là mình chết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị hữu ước hỏi: Thưa bác, Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử và Thiền Tông Tăng Diệu có phải cùng một nguồn gốc không ạ? À? Đây là cái dòng Thiền Tông của nó. Sau cùng Yên Tử nó chấm dứt rồi thì nó âm thầm truyền cho mấy ông Thiền Sư. Ông Thiền Sư mới âm thầm đi. Bởi vì từ từ Yên Tử đây là cách đây là 700 năm, 730 năm rồi. Thì tôi cho là cứ cách 50 năm một người đi. Thấy không? Thì 700 là mới có mười mấy đời, mấy mười âm thầm thôi. Ông Thích Đức Hà đó, sinh năm 1851, bà Thảo sinh 1912, cứ nghe cách nhau khoảng năm mấy 60 năm. Còn tôi, mẹ tôi sinh tôi ra lúc bà dường như là 30 tuổi. À, nó cũng liên tục ra. Thì bây giờ tôi giữ cái diện mối này cho đến giờ này tôi nói ra, thì về sau này quyển giáo lý được công bố ra thì tất cả ai cũng biết. Nếu mà mình muốn mở ra một cái nơi mà mình nói về Thiền Tông này phải có quyển giáo lý. Còn không có quyển giáo lý đừng có nói tầm bậy. Nếu không có quyển giáo lý là mình tưởng mình nói sai. Vì thế cái dòng Thiền Tông nó là vậy, nó đi theo liên tục, nó phải được chứng qua liên tục. Giờ con suy nghĩ là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ có ai đứng công khai truyền thiền không? Không, hoàn toàn không có. Mà duy nhất chỉ có chùa Tân Diệu mới đứng công khai truyền thiền thôi. Mà công khai trước khi mà công bố quyền ký ra. Sau khi công bố quyền ký ra mới công khai truyền thiền được. Mà nay truyền thiền được 3 năm. 3 năm và Phật gia lên gần 3.000 người. Đó. Phật tử lên mười mấy ngàn người. À. Rồi bây giờ nếu mà nhà nước mà bung ra một cái, xin lỗi, một năm sau là cái Việt Nam mình khoảng mấy triệu người tu cái Thiền Tông này, có thể là nó mạnh nhất. Nếu mà nhà nước không ép cái này thì cái này nó sẽ phát ra rất nhanh, phát ra lon ra khắp thế giới luôn. Đây là cái đạo khoa học mà đạo khoa học nó phát ra từ Việt Nam. Đây là cái danh dự lớn nhất cho nước Việt Nam. Nếu nhà nước cho cái pháp môn Thiền Tông này nó ra đời thì tôi bảo đảm là nó lon rất nhanh. Nghe không? Bây giờ bởi vì nó ra rồi, nó cho hỏi tự do. Tôi giờ tôi còn sống tôi cho hỏi tự do, muốn hỏi cái gì cũng được hết. Thế hệ sau nếu mà học được cái quyển giáo lý rồi thì cũng vậy thôi. Thấy không? Nhưng mà có khả năng nếu mà nhà nước cho tự do thì cái này tôi sống tôi bảo đảm là chừng một năm bảy cả chục triệu người tu, người Việt Nam cả chục triệu người luôn tu, chung ít đâu, gọi là rất lớn mạnh. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong một bài kệ của một vị tổ Thiền Tông có câu: Chư Phật luôn trụ khi đi. Thầy cho con hỏi, có phải là ý tổ muốn nói lúc một kim thân Phật phân thân hay ứng thân hay không? Trụ là ta yên lặng, ta đi ta cũng thanh tịnh, chứ đâu có ứng thân gì đâu. Tức nghĩa là chư Phật hay bất cứ gì, ta đi là ta lúc nào ta cũng thanh tịnh trụ. Nhưng mà nên nói một điều á, khi mang một kim thân, khi mang một sát thân tứ đại không có ấy được đâu. Ông nói là nói thôi, thế giới vật lý này không thể là không tưởng tượng được. Bây giờ nếu không tưởng tượng thì tại sao ông biết đi con đường đó, ông khất thực không có người ta cúng, ta không biết, ông không suy nghĩ thế giới này đừng có làm vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng cái giá trị nhất của cái Thiền Tông này là ông Phật ông chỉ cách cái tức tạo công đức và cái công thức về Phật giới thôi, có nhiều đó thôi. Còn có chuyện gì lăn xăng bên ngoài không thành vấn đề. Anh biết tạo công đức và công thức trở về Phật giới là đủ rồi. Thấy không? Thế giới này đừng có mong đó. Ông thờ Phật, ông có khi nào ngày nào ông không ăn không? Người ta nói ông không ăn là ông nói cho vui, thế là không ăn. Thế giới vật lý không ăn sao chịu nổi? Thấy không? Có nhịn đói lắm thì cũng một ngày uống nước thôi, chứ không uống nước thì làm sao sống nổi. Không ăn thì uống nước một ngày thôi. Thấy không? Mà nhưng mà nên nhớ uống nước phải pha miếng chanh này, chứ nó có chất vitamin C để nó nuôi được cái cơ thể này. Còn nếu mà anh uống nước mà không có chất chanh vitamin C thì đừng có mong, nó sẽ rối loạn liền. Đó.
Phật đi đứng nằm ngồi ta nói là thanh tịnh, chứ sự thật là thế giới nói thôi. Thế giới vật lý không có thanh tịnh đâu, thế không cách nào thanh tịnh được. Bây giờ thiền tông mới dám nói cái này. Rồi bây giờ đó mấy người ta tu, ta tưởng là ngồi đi chiêm hiểm mà đi nhìn dưới đất, xin lỗi ông nhìn vậy chứ ông còn suy nghĩ còn hơn quá cha. Mấy thằng cha đi mà ngó được, ngó qua ngó lại, thấy không? Ta không hiểu vì thiền tông ra đời nói thế giới vật lý này là phải sống bằng đúng quy luật của nó, đừng có tin bất cứ gì, làm cái gì phải cho đúng đó. Chứ đừng có tơ tưởng. Có nhiều người họ nói tưởng tượng nhiều lắm, mai mốt có giáo lý rồi coi sẽ thấy trên trái đất này không có cái gì là gì lạ hết trơn, nhưng mà tại vì không biết rồi tưởng tượng ra nó tùm lum vậy thôi. Chứ còn anh hiểu được rồi, anh không có tưởng tượng vậy đó, làm cái gì cũng được hết. Vì thế mà cái thiền tông này nó dám bảo vệ quốc gia, chưa có cái đạo nào mà bảo vệ quốc gia. Nên nhớ là tất cả đạo là giặc đến chạy, thiền tông giặc đến nghinh đón liền, nghinh tiếp liền. Nó là vậy. Mấy chuyện chứng minh đó là chứng minh là ông Trần Nhân Tông. Còn tôi không nói nước nào, tu đã đời giặc đến bỏ nước chạy. Có bây giờ ai tìm lịch sử có. Vô tưởng tu mà ngon lắm, thấy giặc đến bỏ nước chạy rồi đi cầu cứu người ta, làm chuyện tầm bậy không. Rồi có hỏi tiếp đi. Mời cô Nông Thị Nguyệt lên tham vấn trực tiếp ạ. Thưa bác, con xin hỏi bác ạ. Câu thứ nhất, đạo Phật khác với các đạo khác ở chỗ nào ạ? Đạo Phật khác ở chỗ khác á. Tất cả các tôn giáo khác thì một tu lên trời, hai xuống địa ngục, có vậy thôi. Còn đạo Phật nó sáu con đường luân hồi, nó khác ở chỗ đó. Mà đặc biệt á, là cái pháp thứ sáu là cái pháp thiền tông, nó chỉ rất khoa học. Mà nó chỉ khoa học và thực tế, nó khác là khác ở chỗ đó. Vì thế mà đạo Phật nó có câu là đạo Phật khoa học thiền tông, nó nằm ở chỗ đó, khác hẳn của người ta ở chỗ đó. Chưa, trên thế giới chưa có cái nào mà dám để chữ khoa học, không có tôn giáo nào dám để chữ khoa học, mà duy nhất chỉ đạo Phật dám để khoa học thôi. Nó khác là khác ở chỗ đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu thứ hai là tại sao đạo Phật khoa học thiền tông phải phổ biến từ từ mà bác không phổ biến một lần ạ? Con suy nghĩ này, nó phá vật lý. Cái đạo này nó đạo phá vật lý, nó nói bằng sự thật. Mà con người ta từ xưa tới giờ ta sống bằng cái ảo thôi, bằng cái tưởng tượng thôi. Bây giờ nó chỉnh cái này, con thi nào cái xe mà người ta đang chạy 100 cây số có khi nào con dám nhấn ga một cái, nhấn thắng một cái đứng không? Khi nó quay lộn ngược 4 năm là lạo vòng nữa. Vì thế phải thắng từ từ, phải đưa từ từ. Khi mà đưa ra mà thí dụ phản ứng quá thì thôi rút lại. Vì thế mà có cái chuyện mà mười mấy năm trời, bắt đầu 2006 tôi công bố này, phổ biến từ từ ra, 2017 mới công bố ra. Công bố ra mà bây giờ đã công bố ra đúng 1 năm sau nó mới phát hiện nha. Thiền tông công bố đúng 1 năm mới phát hiện ra. Nếu mà con mà chỉ cần lép nhép trước cái ngày công bố một tháng thì nó dẹp cái này liền, hoàn toàn thiền tông không ra nổi được. Vì thế bắt buộc phải đi từ từ. Thành ra tôi tưởng là tôi lừa mấy ông, chứ còn tu thiền tông mà không lừa không qua nổi mấy cái ải mấy ông này đâu. Xin lỗi mấy cái ông mà cúng mà ông biết cái vụ này chẳng chẳng chặn tôi trước, chứ làm sao cho tôi thoát ra được cái vụ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, đạo Phật dạy luân hồi là gì ạ? Luân là luân chuyển, hồi là trở lại chỗ cũ. Luân chuyển trở về chỗ cũ gọi là luân hồi. Vì thế mà tôi nói là trái đất nó quay 365 ngày nó trở lại mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết nó quay tiêm 365 ngày mùng 1 Tết tiếp.
là luân hồi, luân chuyển trở lại chỗ cũ gọi là luân hồi. Dạ thưa bác, đạo Phật dạy giải thoát là gì ạ? Giải thoát là thoát ra ngoài cái quy luật sức hút vật lý. Đó, bởi vì cái đạo Phật nó kêu bằng nó thực tế nhất đó. Bây giờ anh muốn ở trong này thì luân hồi, anh muốn hóng luân hồi thì mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái sức hút vật lý thì mới được giải thoát được. Vì thế mà cái này nó khó, không ai trước khi mà Thiền Tông chưa công bố ra chưa ai hiểu giải thích nổi chữ giải thoát đâu. Không ai giải thích, không ai giải thích nổi chỗ này mà chỉ nói thôi. Chứ không giải thích rõ ràng. Duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải thích rõ ràng là giải thoát bằng công thức đi đàng hoàng chứ không phải mơ hồ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao năm pháp môn tu có chứng có đắc, mỗi pháp môn chỉ có một cuốn giáo lý, còn pháp môn thứ sáu có ba cuốn giáo lý? Một, đạo Phật Thiền Tông kèm theo huyền ký. Hai, đạo Phật khoa học Thiền Tông. Ba, đạo Phật khoa học Thiền Tông đặc biệt ạ. Bây giờ đó thì tất cả sáu pháp môn thì pháp môn nào nó cũng có một cái quyển lý gì. Cái pháp môn một thì nó nói về 37 pháp quán thì nó phải nói phân tích về cái 37 pháp quán này. Còn cái trung thừa cũng vậy, nó nói về lý luận, nó phân tích về cái lý luận, nó đạt đến cái chuẩn đó là gọi là giáo lý của nó. Đại thừa cũng vậy, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú vậy. Còn cái Thiền Tông này nè, tới giữa ba cái nó có lấy lý do. Đi ra cái đầu thì nó là đạo Phật Thiền Tông thôi. Vì cái pháp môn này đi ra thì sẽ có người ăn cắp, 100% ăn cắp liền. Vì thế mà để cho ăn cắp đi, ăn cắp rồi cho ta phổ biến đi. Phổ biến rồi mới nhấp lần thứ hai, đạo Phật khoa học Thiền Tông, ta nói vô chữ khoa học đó. Thấy không? Để chi? Bắt đầu vô khoa học nó hết dám ăn cắp rồi. Bởi vì vô khoa học là nó như mà ngang trùng cái giải thích trong đó, nó không giải thích được, tôi không nói hết được đâu. Rồi còn cái giải kêu bằng đạo Phật khoa học Thiền Tông đặc biệt là gì? Nói bằng sự thật những cái gì mà không, loài người không chịu chấp nhận nổi. Tôi nói cái này là nói thiệt cái, bây giờ hỏi gì nếu một cái tôn giáo lập đặt để cái gì? Đặc biệt nó nói, nó thẳng luôn, nó trắng như ban ngày luôn, không ai chịu nổi này. Vì thế mà tôi nói là đạo Phật khoa học Thiền Tông đặc biệt mà công bố ra thì trái đất nó sẽ bể luôn, không thể chịu nổi. Bởi vì người ta sống hiện giờ, ta sống là gì? Tôi sống trong bằng cái thế gian, tôi không dám nói nhiều, sống trong thế gian thì ai có nghe trước hồi xưa tôi nói thế gian là cái gì biết rồi, không ai dám nói nữa. Vì thế mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông đặc biệt hoàn toàn không dám xuất bản, không ai dám xuất bản cái quyển này được, có nghĩa là xuất bản được là dẹp hết được. Bởi sao? Thì vì thế mà cái đạo Phật khoa học Thiền Tông bắt buộc phải có ba cái quyển. Quyển thứ nhất để dụ cho người ăn cướp, rồi vua cướp, vua cướp giáo lý. Rồi sau nó chỉ tới cái khoa học, rồi sau nó chỉ cái bằng sự thật mà con người ta sống bằng thế gian không dám sống bằng sự thật. Thế gian không ai dám sống bằng sự thật hết, là cái do cái chỗ đó. Vì thế mà đạo Phật khoa học Thiền Tông nó có tới ba quyển là nó lý do này. Quyển thứ nhất dụ cho mấy cha ăn cắp, quyển thứ hai nói bằng thực tế, quyển thứ ba nói bằng sự thật. Nó vì thế nó mới có ba cái quyển này. Giờ con hỏi tiếp đi. Thưa bác, đạo nhất tự là gì ạ và đạo nhất thừa là gì ạ, có gì khác nhau và giống nhau ạ? Nhất tự là một chữ, thừa là một pháp môn, nhớ là thừa là một pháp môn. Một chữ mình tu, một chữ là nhất tự, là buông, dừng, thôi, dứt gì đó, mình muốn sử dụng cái chữ. Cái nào thì tùy theo hoàn cảnh, còn cái nhất thừa là duy nhất một cái pháp môn của tôi thôi. Nó là nó thuộc về cố định của vật lý, nhất thừa là của vật lý. Người ta, có nhiều người ông thầy ông hiểu, tưởng đâu Thiền Tông là nhất thừa, không phải, Thiền Tông là được. Biệt truyền chứ không phải nhất thừa, không có thừa nào trong cái thừa này. Nhưng mà tại vì nó là cái pháp môn thôi. Có nhiều người họ chọc có nói là cái Thiền Tông là cái thừa, không có thừa.
Vì thế mà ta sử dụng cái truyền thừa cho thiền tông không đúng, mà nó là truyền thiền thôi chứ không có truyền thừa. Truyền thiền bằng văn bản đàng hoàng, bằng câu kệ và câu kinh rõ ràng đàng hoàng, bằng cái công thức đàng hoàng, thấy không? Còn cái nhất thừa là nó nói về tâm ấn tâm á, là cái đó là nói gì của vật lý. Thiền tông nó thuộc về thiền chứ không truyền thiền chứ không có truyền thừa. Đó, có nhiều người họ bình luận về cái thiền tông, họ nói là thiền tông là truyền thừa, không đúng, mà truyền thiền. Còn nhất thừa nó nằm ở bên cái thế giới vật lý, ấm tâm nó nằm bên thế giới vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa có phần long nữ dâng cúng cho Đức Phật viên châu báu bằng tam thiên đại thiên thế giới rất nhanh, nhưng long nữ thành Phật lại còn nhanh hơn. Như vậy là ẩn ý Đức Phật dạy gì ạ? Bây giờ con nhân cúng con lấy cái này con đưa người kia, cái thời gian nó rất dài. Thí dụ cho 3 giây đi. Còn bây giờ con có Phật tánh sẵn rồi mà con kiến tánh con mở ra, thì con giống như con mắt con nhắm mắt con mở ra, câu nào nhanh hơn? Có nghĩa là Phật tánh của mình nhìn thấy, tôi biết được, tôi trực nhận chân tâm, bởi vì nó là trực nhận chân tâm ngộ tức thì, là chỗ này. Còn cái kia dân cúng thì còn dài. Vì thế mà nó là long nữ, nó ta thành Phật còn nhanh hơn mấy ông dân cúng nữa. Là sao? Là ta cứ đi trực nhận chân tâm, ta nhìn thấy chân tâm, ta hồi đó ta không biết, ta quên và ta nhớ lại, giữa quên và nhớ nó rất nhanh, nó rất nhanh. Là long nữ muốn nói cái chỗ này, nói là tôi ngộ đạo còn nhanh hơn mấy ông cúng nữa. Rồi người ta không biết, đem cái câu chuyện này mới bàn luận tùm lum. Nói là gì? Gọi là cái câu trực nhận chân tâm, nghĩa là nhìn long nữ nhìn thấy đưa bây giờ nè. Thái tử Tất Đạt Đa đưa cho quyển sách, mở ra thấy biết biết liền, rồi ổng ngộ tánh liền, ngộ liền. Thì nó có còn cúng á, đưa dân cúng rồi phải quỳ rồi đưa này kia đó, rồi từ đưa cho từ những người kia tiếp nhận ra liền. Nó thời gian nó mấy giây, thua cái chuyện á, tôi ngộ đạo còn hơn mấy ông cúng ông Phật đó. Ý là vậy, thấy không? Vì thế mà trong kinh nó mới áp dụng là trực nhận chân tâm. Anh nhận ra, anh thấy là giống như nhắm mắt mở mắt nó không có ấy đâu. Nhắm mắt là đuôi mở mắt thấy đường, trong vòng nói dây cũng không đúng nữa, nó bằng phần một phần triệu dây, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, xin bác giải thích rõ cho con Phật tánh một cách khoa học là gì ạ? Phật tánh khoa học. Bây giờ tất cả những gì người ta giải thích bằng khoa học. Ngày xưa nói Phật tánh là cái gì không ai biết. Giờ ta nói Phật tánh là nó cấu tạo bằng khoa học, là nó là cấu tạo nè. Nó là cái gì? Nó một nguyên tử sáng cấu tạo bằng điện từ quang. Có phải khoa học không? Trong cái điện từ quang này nó có là thấy, nghe, nói, biết, hằng thấy, hằng nghe, hằng nói, hằng biết. Đó là ta giải thích bằng khoa học, chứ không phải nói tôi Phật tánh là thấy này thế kia. Ta trùng lùm. Bằng khoa học ta rất đơn giản, rất gọn gàng. Đó gọi là đạo Phật khoa học. Thiền tông nó giải thích bằng cái gì cũng bằng khoa học hết. Kể cả hình thành trái đất này, có nhà khoa học có biết làm sao mà ai làm ra trái đất này không? Mà giờ khoa học, mà thiền tông nó nói trái đất nó hình thành như vậy đó, công đoạn nó vậy đó. 10 triệu năm nó mới ra mà nó hoàn thành một sản phẩm một trái đất đó. Thấy không? Chứ đâu phải mình nói mơ hồ. Thì vì thế đó là khoa học. Vì thế mà đạo Phật khoa học là chỗ này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, có một bạn gửi con, nhờ con hỏi. Câu hỏi như sau ạ. Người đạt được bí mật thiền tông và giảng sư thiền tông là trả lời luôn luôn đúng, có phải không ạ? Bây giờ thiền tông, nếu mà người nào mà nắm được cái giáo lý chánh gốc của nó thì nói là lúc nào cũng đúng. Còn nếu anh nói mang thiền tông mà không có, anh không có một quyển giáo lý thì anh nói trúng 50-30% thôi, chứ không nói đúng hết. Trừ trường hợp nào anh nắm được cái quyển này,
anh nắm mà phải học cho thuộc à, chứ không phải anh đã nắm rồi anh tôi có mà anh không chịu học rồi thì cũng gì không, thì mới mong là trả lời đúng, nghe không? Vì thế mà cái đạo, cái quyển giáo lý này ra tôi chấp ai dám ăn cắp, vì nó nói gì cái nhân quả khủng khiếp lắm, chứ bây giờ đâu mà nên nhớ rằng ăn cắp rồi nó sẽ có hiện tượng đi ra liền, xảy ra liền chứ không phải là, chứ không phải 5-3 ngày đâu, nó sẽ xảy ra tức khắc liền. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác. Dạ. Cũng đã hết giờ giải đáp rồi. Xin dừng giải đáp buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị nào còn những câu hỏi chưa hỏi thì kỳ sau tiếp tục giải đáp nhé.